Trải qua mấy đêm mất ngủ, Hàng Lập đối với việc bảo vệ bản thân nhưng từ bỏ con đường tiên đạo cùng mạo hiểm để trở thành trúc cơ cũng dần dần có xu hướng nghiêng về lựa chọn sau. Dù sao hắn cũng không cam lòng cứ như thế cả đời. Nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận, trước khi quyết tâm vẫn đến Nhạc Lộc Điện một chuyến, từ miệng lão giả tham tài nọ một lần nữa xác nhận sự việc ngoài cấm địa ra không còn nơi nào có thiên địa linh dược cùng với sự thảm thiết của huyết sắc thí luyện là sự thật. Điều này làm cho hắn hoàn toàn từ bỏ hy vọng vào sự may mắn. Nếu đã hiểu rõ căn bản không có đường lui, Hàng Lập rốt cuộc cũng hạ quyết tâm tham gia huyết cấm thí luyện một phen. Phải thì thành công tìm được linh dược để trúc cơ, không thì sẽ bỏ mạng tại nơi đây. Sau khi đã xác định rõ ràng cửa ải sinh tử này, Hàng Lập nửa năm sau đó bắt đầu chuẩn bị để đi vào cấm địa. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn này làm cho thực lực bản thân cao hơn một tầng, để cho cơ hội sinh tồn cao hơn một chút. Trường Xuân Công tầng 11 không có đan dược phụ trợ, đúng là không có khả năng đột phá. Nếu muốn tăng cường thực lực, hắn có chủ ý tăng cường thêm vài loại pháp thuật cùng phù lục, pháp khí có uy lực mạnh. Pháp thuật mới hoàn hảo mà nói, Ngô Sư Huynh sẽ không cự tuyệt truyền thụ. Bất quá bằng với tư chất của hắn, chỉ với nửa năm như vậy cũng chỉ học thêm được hai loại sơ cấp pháp thuật bậc thấp, hoặc miễn cưỡng nắm giữ một loại pháp thuật sơ cấp bậc trung mà thôi. Về phần pháp thuật bậc cao thì đó cũng chỉ là chuyện không nên nghĩ tới. Bởi vậy cách để tăng thực lực lên nhanh nhất chính là phù lục cùng pháp khí. Nhắc tới pháp khí, Hàng Lập hôm nay thật cũng có một chút, nhưng trong đó có tác dụng lớn, ngoại trừ đích viên hoàng cùng tiểu kỳ do vị Diệp sư thúc kia cấp cho, cũng chỉ có hai món thu hoạch được trên người của hai gã áo vàng đuổi giết hắn nhưng cũng chưa từng sử dụng qua. Nhưng chỉ có trường đao hóa dây thừng cùng với hồ lô phun ra cầu lửa là có thể tự động công kích. Về phần liệt dương kiếm lãnh nguyệt đao nhận khi nhập môn, cũng chỉ là đao kiếm pháp khí cấp thấp, có thể mang theo chút lửa cùng hàn khí công kích, căn bản không có cách nào đem ra dùng được. Mà tại phù lục, Hàng Lập vốn lúc đầu rất là thiếu, nhưng may mắn vị Diệp sư thúc kia cũng cho hắn khá là nhiều. Nhưng ngoại trừ về số lượng ra thì chất lượng cũng là một vấn đề. Thật đúng là chỉ có hơn 10 lá phù lục sơ cấp bậc trung cùng 2 phù lục bậc cao, làm cho hắn cũng lo lắng không ít. Mặt khác, Hàng Lập cho đến nay vẫn chưa hiểu rõ được cái phù lục có hình vẽ thanh kiếm nhỏ kia. Cái này được người áo vàng bị hắn chém chết gọi là phù bảo gì đó, hẳn là vật phẩm có lai lịch rất lớn. Chỉ là đây là tang vật, hắn cũng không dám để cho người khác biết phù lục này, chỉ là âm thầm để tâm đối với hai chữ phù bảo, tìm cơ hội thích hợp thì hỏi thăm người khác. Đương nhiên đối với huyết cấm thí luyện mà nói, những vật này khẳng định là không thể thiếu. Cho nên Hàng Lập lên kế hoạch rời khỏi sơn môn một chuyến, đến phường thị ở sơn mạch phụ cận để tìm mua một ít pháp khí cùng phù lục cao cấp. Bất quá không có một lượng lớn linh thạch làm hậu thuẫn thì khẳng định là không thể mua bán như ý được. Mặc dù linh thạch này hiện tại đối với Hàng Lập thì cũng có thể bỏ ra được, nhưng ngày sau đối với việc đi đến cấm địa, linh thạch này cũng là vật trọng yếu để bảo vệ tính mạng nên hắn không muốn phí phạm. Hàng Lập nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đem đi một số dược thảo trân quý ngàn năm dùng để đổi lấy linh thạch hoặc là giao dịch. Nhưng thật ra điều phối định nhan đan hẳn là một lựa chọn tốt, giá trị nó không chừng còn lớn hơn nữa. Nhưng dược liệu cần thiết để điều chế thì thật sự không nhiều, cũng không đủ thời gian để điều chế, cho nên cũng chỉ có thể trực tiếp đem dược liệu đi đổi mà thôi. Nhưng vì không muốn để cho những người khác trong phái biết, Hàng Lập cũng chỉ là âm thầm quyết định chỉ bán cho người ngoài, quyết không giao dịch cho người trong phái, để tránh không gây những sự chú ý bất lợi không cần thiết. Vì vậy mà Hàng Lập trong lòng đã có chủ trương, bắt đầu vào việc. Hắn trước tiên từ Ngô Phong, trong số các pháp thuật sơ cấp bậc trung chọn ra liễm khí thuật là thực dụng nhất. Đây là một loại pháp thuật phụ trợ bậc trung, hoàn toàn kháng lại thiên nhãn thuật. Chỉ cần sau khi thi triển thuật này sẽ không bị đối phương dùng mắt thường thấy được, cũng hoàn toàn có thể thu liễm linh khí của bản thân với mục đích ẩn thân. Đương nhiên, pháp thuật này đối với các tu sĩ trúc cơ kỳ khẳng định là không có tác dụng gì, nhưng lại là một thủ đoạn đối phó với người tu tiên luyện khí kỳ, có thể nói là thực dụng hơn cả ẩn nặc thuật nhiều. Bất quá Hàng Lập sở dĩ không chọn pháp thuật công kích hay phòng ngự gì khác, tất cả đều là do hắn rút ra từ thực chiến của bản thân mà đưa ra quyết định. Bởi vì lần trước chém giết với người tu tiên khiến cho hắn phát hiện, người tu tiên khi chiến đấu có thể có cơ hội chính thức niệm quyết thi triển pháp thuật bậc trung thực sự là quá ít, mà các loại pháp thuật bậc thấp cùng với pháp khí phù lục có thời gian làm phép ngắn nhất, lại là thủ đoạn có thể nhanh chóng triển khai thế công hoặc phòng ngự nhất. Cho nên muốn khi tranh đấu sử dụng pháp thuật bậc trung, dùng phù lục là tương đối thực tế nhất. Đương nhiên nếu có đồng bọn giúp để tranh thủ thời gian làm phép thì đó lại là chuyện khác. Hàng Lập đối với kỹ thuật cùng khẩu quyết tu luyện, sau khi từ Ngô Phong đã hỏi rõ ràng chi tiết thì bắt đầu toàn tâm tu luyện,
Bất quá pháp thuật bậc trung liễm khí thuật này tuyệt đối là hoàn toàn khác với các pháp thuật phụ trợ như ngự phong quyết, ẩn nặc thuật trước đây. Tu luyện nó hết sức khó khăn, xem ra trong nửa năm có thể hoàn toàn nắm giữ được thuật này cũng là một sự khiêu chiến không nhỏ. Cứ như vậy, Hàn Lập ban ngày khổ tu liễm khí thuật, ban đêm lại dùng lục dịch chuyên tâm nuôi dưỡng các loại linh thảo. Hơn nữa, vì phòng ngừa vì Mã Sư Bá gây phát hiện các thảo dược này, hắn đợi sau khi kỳ đối phương đã tới lấy thuốc mới tiến hành nuôi dưỡng. Lúc này thuốc trong vườn cũng rất ít, dù sao thảo dược ngàn năm mùi hương tỏ ra cũng rất là khác biệt. Nhưng may mắn chính là vì Mã Sư Bá này mỗi khi đến thu dược liệu cũng không có ở lâu, mỗi lần đều là vội đến rồi vội đi, tựa hồ thủy chung lúc nào cũng vội vã, cũng không biết rốt cuộc là vội vã là vì cái gì. Đối phương đang làm những gì, Hàn Lập cũng không có hứng thú biết. Đối với hắn mà nói, Mã Sư Bá có thể cứ vội vã đi như vậy là tốt nhất. Như vậy mới không can thiệp vào việc của hắn, để cho hắn hoàn thành đại kế của bản thân. Khi Hàn Lập đã sơ bộ nắm được liễm khí thuật, thì đã hơn 4 tháng, mà hắn rốt cuộc đã nuôi dưỡng được linh dược 2.000 năm. Tin tưởng đối với tu tiên giới hiện tại linh dược trăm năm còn khó kiếm, thì bọn chúng sẽ mang đến cho phường thị của Hoàng Phong Cốc một sự ngạc nhiên nho nhỏ. Hàn Lập báo với Vu chấp sự có chút quen biết với Bách Kỳ Đường để xin lệnh bài được phép ra ngoài sơn môn. Đệ tử của Hoàng Phong Cốc thật ra là hàng năm đều có thể có cơ hội một lần ra ngoài, chỉ là người tu tiên ai cũng không muốn lãng phí thời gian để ra bên ngoài, cho nên đệ tử chính thức xin ra ngoài cũng không có bao nhiêu. Nói đến Hàn Lập, sau khi rời khỏi cấm chế đại trận của sơn môn thì lập tức thẳng hướng đông bắc mà bay thẳng đến phường thị. Nói đến phường thị của Hoàng Phong Cốc cũng có danh tiếng, có thể sánh bằng không ít phường thị hưng vượng của các môn phái khác. Đó là bởi vì Thái Nhạc Sơn, vị trí tại Kiến Châu phía bắc đại diện rất gần với Nguyên Vũ Quốc. Hơn nữa, tu tiên giới của Nguyên Vũ Quốc cùng tu tiên giới Việt Quốc cũng không có đối địch. Cho nên tại phường thị của Hoàng Phong Cốc vẫn thường xuyên xuất hiện người tu tiên của Nguyên Vũ Quốc tới đây giao dịch vật phẩm, làm cho nơi này có rất nhiều vật phẩm đặc thù mà Việt Quốc không có. Cái này cũng không thể không nói là một sự hấp dẫn, làm cho rất nhiều tán tu cùng người của gia tộc tu tiên nghe danh mà đến. Phường thị này ở phía đông bắc của Thái Nhạc Sơn, cho nên Hàn Lập bay khá lâu mới tới được. Sau lúc hạ xuống tại phụ cận, Hàn Lập cũng không có lập tức đi tới, mà thay một cái áo màu xám rồi đem cất giấu hết tất cả những vật phẩm có thể nhận ra là người của Hoàng Phong Cốc, làm cho hắn thoạt nhìn chỉ là một người tu tiên bình thường, lúc này mới đi vào phường thị. Dựa theo thường quy của tu tiên giới, trong vòng 5 dặm tại phường thị, người tu tiên không được bay trên bầu trời. Cho nên Hàn Lập trên đường đi cũng gặp không ít người cũng đang vội vã đi tới, trong đó có mấy người trang phục rất kỳ lạ, làm cho Hàn Lập không khỏi hoài nghi bọn họ chính là người tu tiên của Nguyên Vũ Quốc. Như thế xem ra, phương thị này nhân khí thật đúng là không tệ. Hàn Lập trong lòng còn đang suy tư thì đã đến trước lối vào của phường thị. Phường thị của Hoàng Phong Cốc thoạt nhìn rất giống như Thanh Ngu Trấn quê hương của Hàn Lập. Cả khu cũng chỉ có một con đường mà thôi, đường phố theo hướng Nam Bắc. Đoạn phía nam có xây mấy chục cái căn nhà lớn nhỏ, những công trình này hoặc cao hoặc thấp, có khi là nhà lầu, có khi chỉ là căn nhà nhỏ nhỏ mà thôi, thật là nhấp nhô không đều. Đây đều là sản nghiệp của Hoàng Phong Cốc, nhưng chỉ có chưa tới một nửa là còn do đệ tử của Hoàng Phong Cốc tự mình trông nom. Hơn phân nửa kia thì cho các gia tộc tu tiên và tán tu thuê buôn bán hàng năm ở đây. Trong đó, đại bộ phận đều là cửa hàng mua bán nguyên liệu, phù lục cùng với pháp khí. Cũng có một gian ngũ hành thư điếm chuyên môn bán pháp quyết sơ cấp, với hai gian tửu lâu và khách sạn làm nơi mọi người ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Cả khu chợ ngoại trừ một số ít chấp sự đệ tử cấp thấp này ra, còn có một số lượng cao thủ trúc cơ kỳ nhất định trú quanh nằm ở đây để duy trì trật tự của phố phường này, phòng ngừa có người làm loạn. Mà cuối con đường phía bắc thì lại trống trơn, là đặc biệt để lại cho người tu tiên tạm thời bày hàng bán, chỉ cần giao cho đệ tử Hoàng Phong Cốc quản lý nơi này một khối linh thạch cấp thấp. Người ngoài đâu có thể bày bán hàng tại chỗ trống hai bên cả ngày mà không chịu bất cứ sự quấy nhiễu gì. Thậm chí trong lúc bán hàng còn có thể có được sự bảo vệ của những đệ tử này, không cần sợ kẻ thù nhân cơ hội trả thù. Có những biện pháp này hỗ trợ người tu tiên bên ngoài tới đây buôn bán. Hơn nữa hoàn cảnh phố xá đặc thù, điều này làm cho khu buôn bán của Hoàng Phong Cốc quanh năm thịnh vượng. Hơn nữa có một ít vật quý hiếm từ trong khu chợ thỉnh thoảng truyền ra, điều này đã hấp dẫn càng nhiều người tu tiên tới đây vơ vét bảo vật. Bất quá Hàn Lập vì tránh bị nghi ngờ cũng không phải từ cửa khẩu phía nam thuận lợi nhất tiến vào nơi này, mà là sau khi vòng một vòng lớn từ phía bắc mới tiến vào bên trong. Hơn nữa trước khi bước vào cửa khẩu, hắn lại thêm vào trên đầu một cái nón lá màu xanh che giấu khuôn mặt để phòng ngừa nơi này còn có người nhận biết mình. Lúc này đã là thời khắc xế chiều, trên đường của phường thị nhìn lại tựa hồ cũng lác đác không có bao nhiêu người. Bất quá đây cũng là một việc rất bình thường, dù sao khu buôn bán này cũng không phải là nơi náo nhiệt đời thường. Náo nhiệt cả ngày rộn ràng nhộn nhịp không ngừng,
đã có thể tới đây đều là người tu tiên trong vạn người tuyển một, có thể có nhiều người như vậy đã xem rất là không tệ rồi. Hàn Lập nghĩ thông suốt điểm ấy, tự giễu mình một chút, rồi hướng chỗ bán hàng nhỏ ở hai bên đường đi tới. Hắn quyết định trước tiên xem trên những sạp hàng nhỏ này một chút xem có gì đáng chú ý hay không, sau đó sẽ lại tới những cửa hàng lớn. Sau khi xem xét một vòng, Hàn Lập trong lòng có chút thất vọng. Những món đồ trên những sạp hàng nhỏ này, ngoại trừ 3-4 kiện miễn cưỡng còn xứng là có năng lực ra, những pháp khí phụ lục khác căn bản là đối với hắn không có tác dụng, mua cũng chỉ lãng phí linh thạch mà thôi. Rồi không hề lãng phí thời gian nữa, xoay người trực tiếp chạy về phía những cửa hàng lớn kia. Thất Xảo Các, Dẫn Phong Trai, Thiên Công Lâu. Hàn Lập lần này cũng không tùy ý lỗ mãng tìm cửa hàng để đi vào, mà là đi chậm chậm dọc theo con phố, sau khi lưu tâm nhớ kỹ tên và quy mô, kích thước của những cửa hàng này, mới chọn một căn nhà lầu thoạt nhìn khí thế lớn nhất, hơn nữa thường xuyên có tu tiên giả khác ra vào, Vạn Bảo Lâu, rồi tiến vào. Chỉ cần nghe tên cửa hàng này, đã biết chủ nhân của cửa hàng đối với hàng hóa của mình rất có tự tin, mà Hàn Lập cũng hy vọng vật phẩm quý giá nơi này thật sự có chút khó gặp, sẽ không phải để cho hắn tay không mà về. Vừa vào bên trong, Hàn Lập đã nao nao. Đại sảnh sáng ngời có thể dung nạp hơn mấy chục người mà vẫn không có cảm giác đông đúc. Dùng gỗ hồng đồng có tiếng quý giá kiến tạo một dãy quầy hàng rất dài, cùng với 7-8 tên người hầu mặc quần áo xanh thống nhất, toàn bộ điều này cũng làm cho người ta tuyệt đối có một loại cảm giác sức ép chấn động. Mà ở bên trong sảnh có 2 tên người hầu áo xanh đang chia nhau giảng giải gì đó cho mấy vị khách nhìn bộ dạng như người tu tiên. Ở bên trong quầy thì bày biện rất nhiều vật phẩm đủ loại, từ trên kiểu cách mà nhìn chắc hẳn cũng là một số món đồ gì đó người tu tiên mới có thể dùng được. Từ các loại nguyên liệu cấp thấp nhất đến phù lục pháp khí thường dùng nhất, cần có tất cả đều có ở đây. Hàn Lập mỉm cười, xem ra hắn cũng đã tìm được đúng chỗ rồi. Đúng lúc đó, một người mặc quần áo dáng vẻ người hầu tiến lên nghênh đón, trên mặt tươi cười nói: "Giả khách quan này muốn xem gì vậy hả? Có cần tiểu nhân giới thiệu giúp một chút hay không? Món gì của bản điếm tuyệt đối cũng sẽ làm cho khách quan hài lòng hết á." "Ta muốn xem một vài pháp khí và phù lục. Có điều ta chỉ cần đồ tốt nhất, những thứ đồ phế phẩm này thì chớ nên lấy ra cho ta xem nữa." Hàn Lập sửa nón lá thản nhiên buông lời. Người hầu áo xanh nghe thấy lời nói có chút hơi nao nao, nhưng cẩn thận đánh giá khí thế của Hàn Lập, sau khi xác định đối phương không phải đang nói đùa, trên mặt vẻ tươi cười lại càng thêm hiện rõ hơn nữa. Hắn biết chắc là đã gặp được khách hàng lớn, bởi vậy vội vàng đưa Hàn Lập tiến vào bên trong phòng, cũng tự mình dẫn lên phòng khách quý trên lầu 2. Bài biện trên lầu lại khác với đại sảnh ở bên dưới. Chẳng những diện tích nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại bày thêm một ít bàn ghế cổ, bố trí thanh nhã, khoáng đạt, ấm cúng an nhàn. Khiến cho người ngạc nhiên chính là, trong góc phòng còn có một cái lư hương quý. Bên trong lư hương đang có một bó hương đang cháy chậm, làm cho bên trong phòng tràn ngập mùi đàn hương thơm nhàn nhạt. Một người đàn ông trung niên thanh cao nho nhã, đang cầm trong tay một quyển cổ thư, đứng ở trong phòng đọc văn vẳng, nhìn qua không có chút pháp lực nào, hoàn toàn là một người bình thường mà thôi. Hàn Lập có chút tức cười. Nơi này không giống như địa điểm buôn bán chút nào, ngược lại giống hệt như một phòng ở nhà phú hộ. Người đọc sách nhìn thấy Hàn Lập lên tới nơi, không hoảng hốt, không vội vàng, đem sách gặp lại. Mà người hầu đi cùng Hàn Lập thì bước nhanh tiến lên, ghé tai nói nhỏ mấy câu. Người đàn ông trung niên sau khi nghe xong, liền chắp tay nghênh đón, mặt mỉm cười nói: "Tại hạ là Vạn Bảo Các trưởng quỷ Điền Bạc Ly, không biết các hạ xưng hô thế nào hả?" "Lệ Phi Vũ." Hàn Lập không chút khách khí, lấy tên của bạn tốt mượn một chút. "Là Lễ huynh đệ sao? Huynh đệ, mời ngồi. Ngươi đi pha bình bích dân trà thượng hạng tới đây." Người trung niên dẫn Hàn Lập ngồi xuống, sau đó hướng gã sai vặt mà dặn dò: "Lễ huynh là lần đầu tiên tới Bản Lâu sao?" Người trung niên sau khi đợi Hàn Lập ngồi yên ổn, bắt đầu hỏi khách khí. "Ha ha, nhãn lực của Điền trưởng quỷ thật sự là tinh tường. Ta đích thật là lần đầu tiên tới Quý Lâu." Hàn Lập cố ý cải biến giọng nói một chút, để người nghe không nhận ra. "Có phải là lần đầu tiên tới Bản Lâu hay không cũng không sao, chỉ cần các hạ chịu tới nơi đây, điều này đã là vinh dự đối với Vạn Bảo Lâu chúng ta rồi. Bản Lâu nhất định sẽ làm quý đại hài lòng." Điền trưởng quỷ nói rất tự tin. "Có thể tại một nhà mà tìm được món cần thiết, tại hạ cũng không muốn tự tìm phiền toái đi nhiều hơn hai nhà đâu. Hy vọng món đồ của Quý Lâu thật sự là không tệ." Hàn Lập nói có vẻ nửa tin nửa ngờ. "Điểm này thì Lệ huynh cứ yên tâm đi. Danh tiếng của Vạn Bảo Lâu trên con đường này tuyệt đối chính là số 1, số 2. Nếu như bản điếm cũng không thể làm cho huynh đài hài lòng, như vậy cửa hàng khác thì cũng không cần phải đi xem nữa đâu." Vị trưởng quỷ này nói không nhanh không chậm, bộ dạng có vẻ nhất định liệu trước. Lúc này có một người mặc trang phục tỳ nữ, bưng một ấm trà và mấy cái chén uống trà đi lên lầu.
Còn chưa đợi tới gần hai người, một mùi hương trà thanh nhã đã lan khắp phòng. Đây là trà thơm của bản lâu đặc chế, địa phương khác cũng không dễ dàng thấy được đâu. Chẳng những mới ngửi mùi thơm ngát vô cùng, mà công dụng còn có thể khiến cho người uống trà sảng khoái tinh thần gấp trăm lần. Lệ huynh có thể thưởng thức một chút. Điền chủ quỷ đợi sau khi tỳ nữ đem dụng cụ uống trà dọn xong đã xuống lầu, trước hết khẽ nhếch mép tự đắc mỉm cười nói. Hàng Lập nhìn trà thơm trước mắt một chút, khẽ lắc đầu, nói hơi có chút không kiên nhẫn. Điền chủ quỷ, trà thì có thể từ từ rồi uống, còn bây giờ làm việc chính đi. Không nghĩ tới huynh đài còn là một người nóng vội. Được thôi, xin đợi một lát, tại hạ đi một chút sẽ quay lại. Điền chủ quỷ đứng dậy mang theo tiếc nuối hướng về Hàng Lập chắp tay, rồi lại để hắn một mình trước tiên đi xuống lầu. Ước chừng sau khoảng một chén trà nhỏ, Điền chủ quỷ lại xuất hiện trước mặt Hàng Lập lần nữa, chỉ là trong lòng hắn nhiều hơn mấy cái hộp gấm lớn nhỏ không đồng nhất. Nghe gã sai vặt bên dưới nói, Lệ huynh muốn pháp khí và phù lục tốt nhất, cho nên tại hạ đặc biệt đi xuống tàn thất bên dưới đem vài món bảo vật trân quý lâu năm cầm lên cho huynh đài xem thử nha, hy vọng có thể lọt vào mắt thần của Lệ huynh đây. Điền chủ quỷ vỗ vỗ mấy cái hộp gấm cười hì hì nói. Hàng Lập vừa nghe xong mắt sáng ngời, lòng hiếu kỳ với những món đồ bên trong hộp gấm này nổi lên, không biết có thể được đối phương gọi là bảo vật rốt cuộc sẽ là cái gì, có khả năng ở trên kỳ vọng của hắn hay không. Điền chưởng quỷ đã đem mấy cái hộp gấm nhất nhất bày lên trên bàn, cũng lần lượt mở ra để cho hắn tiến lên quan sát. Nhưng Hàng Lập phát giác được, theo sự mở ra của hộp gấm, không biết từ đâu toát ra hai luồng pháp lực tuyệt đối là áp trên linh hồn của hắn, xích sao quá chặt nhất cử nhất động của hắn. Hàng Lập đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra vấn đề. Vì đây là biện pháp an toàn của Vạn Bảo Lâu, là ngón dự phòng làm ra về những bảo vật này, để phòng ngừa vạn nhất hắn bất chợt đột nhiên cướp đi món đồ bên trong hộp. Vì vậy người lại thả lỏng, nhưng đối với thực lực của Vạn Bảo Lâu lại có thêm một chút hiểu biết. Lúc này, Điền chưởng quỷ bắt đầu đưa ra giới thiệu những món đồ bên trong các hộp gấm cho Hàng Lập. Một bộ kim phù tử mẫu đao một thanh, tự đao tám thanh, dùng vàng và sắt nguyên chất làm nguyên liệu, do cao thủ trúc cơ kỳ luyện chế 3 ngày 3 đêm mà thành. Chỉ cần cầm mẫu đao trong tay là có thể dễ dàng đồng thời khống chế 8 thanh tử đao công kích địch nhân, làm cho đối thủ khó lòng phòng bị, sắc bén vô cùng. Hắn chỉ vào một bộ quái đao màu vàng nhạt bên trong cái hộp giới thiệu nói. Hàng Lập không nói gì, đưa tay cầm lấy một thanh tử đao tỉ mỉ nhìn một lát, sau đó khẽ gật đầu nhưng lại đặt nó xuống. Còn đây là huyền thiết phi thiên thuẫn, pháp khí tính phòng ngự phi thường hiếm thấy, dùng khối lớn huyền thiết nơi âm hàn tinh luyện mà thành, chẳng những vô cùng kiên cố, vững chắc không thể phá, hơn nữa một khi khởi động làm phép thì có thể bao quanh bốn phía tự động phòng ngự. Điền chưởng quỷ lại cầm lấy một cái thiết thuẫn hình dạng nhỏ bé cỡ như bàn tay, rồi sau đó tiện tay đưa cho Hàng Lập để cho hắn xem kỹ một chút. Hàng Lập cầm thuẫn bài trong tay, khẽ chạm xuống hoa văn trên mặt, sau khi trầm ngâm một chút hỏi một câu. Ta có thể thử làm phép một chút chứ? Đương nhiên là có thể rồi, Lệ huynh cứ việc đi, xin mời dùng thoải mái. Điền chưởng quỷ nói rất hào phóng. Nếu đối phương cũng đã nói như thế, Hàng Lập cũng không khách khí, đem linh lực chậm rãi truyền vào vật trong tay. Kết quả thiết thuẫn trong nháy mắt hiện lên ánh sáng đen, trong chớp mắt đã phóng đại lên mấy lần, rồi bay khỏi bàn tay, lơ lửng trong không trung, liền bắt đầu chậm rãi chuyển động vòng quanh vây lấy hắn. Nhìn kích cỡ nó nhỏ bé mà vẫn vừa vặn đủ che những bộ phận yếu hại trên người. Hàng Lập trong lòng hân hoan, hơi phân thần thao túng một chút, quả nhiên vật ấy có thể theo tâm tự động bay múa trên dưới, khéo léo linh hoạt phi thường. Sau khi thử nghiệm, Hàng Lập đối với kiện pháp khí này phi thường hài lòng. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là loại pháp khí có thể bảo vệ tính mạng này. Có tấm thuẫn bài này, hẳn là trong thí nghiệm huyết cấm, xác suất sinh tồn có thể tăng thêm không ít. Có điều Hàng Lập cũng không hề lập tức tỏ vẻ gì, hắn chỉ uyên lặng cầm thiết thuẫn bỏ lại vào trong hộp, sau đó tiếp tục đợi đối phương giới thiệu tiếp. Điền chữ quỷ cũng không vì cách làm này của Hàng Lập mà có gì bất mãn, vẫn đề cử rất nhiệt tình vật phẩm kế tiếp, một hạt châu màu lam bé như một viên thuốc. Thiên Lôi Tử, mấy trăm năm trước có một vị tu sĩ thần bí trong lúc vô ý sau khi lấy lôi điện của trời đất ngưng luyện mà thành. Mỗi một hạt châu đều có quy lực rất lớn, nghe nói ơi, cho dù tu sĩ trúc cơ kỳ chính diện đối kháng xét này cũng sẽ tan thành tro bụi. Nguyên là lúc đầu tổng cộng có 73 hạt, nhưng về sau này không còn lại mấy nữa, một viên này cũng là bản lầu hao tốn lượng lớn tài lực mới lấy được về tay đó. Điền chưởng quỷ sau khi nói xong lời này, vẻ mặt không nhịn được lộ ra vài phần đắc ý, có thể thấy được sự quý hiếm thế nào của lôi châu này. Hàng Lập nghe vậy trở nên rung động, có thể đánh chết tu sĩ trúc cơ kỳ, món đồ quy lực lớn như thế thật sự là có thể gặp mà không thể cầu rồi. Có thể thu vào trong túi mà nói, vậy đi lại trên cấm địa đã tương đương với có sát thủ giảng. Chỉ là giá của nó sợ rằng đắt đến dọa người,
nếu không cũng sẽ không còn cho tới hôm nay mà không bán được. Điền chữ quỷ sau khi giới thiệu viên lôi châu màu lam thì không hề mở miệng nói chuyện nữa, ngược lại nhìn Hàng Lập một cái rất có thâm ý. Sau đó bưng một chén trà thơm lên, bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Mặc dù trên bàn vẫn còn một cái hộp gấm chắc hẳn là chưa từng giới thiệu, nhưng hắn một từ cũng không đề cập tới. Hàng Lập mỉm cười, biết rõ dụng ý của vị điền trưởng quỷ này, hiểu rằng đã đến lúc mình nên cho đối phương thấy một chút thực lực rồi, nếu không bảo vật trong cái hộp gấm kia cuối cùng sẽ không dễ dàng để cho hắn nhìn thấy được. Lần này đến đây, vì để phòng ngừa vạn nhất, Hàng Lập ngoài hai gốc linh thảo ngàn năm ra còn đem theo toàn bộ linh thạch mang theo trên người, kể cả hai khối linh thạch bậc trung và gần trăm khối linh thạch bậc thấp. Có điều một ít linh thạch này, Hàng Lập sẽ không dễ dàng sử dụng, đơn giản là hắn ỷ vào chính hai gốc linh thảo kia mà thôi. Thành thật mà nói, Hàng Lập mặc dù biết dược thảo đã ngoài ngàn năm, tuyệt đối ở tu tiên giới hôm nay đúng là vật cực kỳ hiếm thấy, lẽ tất nhiên giá trị không ít, nhưng cụ thể nó đáng giá bao nhiêu linh thạch và đổi lấy pháp khí dạng gì, trong lòng hắn thật đúng là không có bao nhiêu hiểu biết. Nhưng là hắn thừa nhận dùng để đổi cái thuẫn bài nhỏ kia và kim phù tử mẫu đao lúc đầu vẫn thừa sức. Về phần cái thiên lôi tử càng muốn đến tay kia, Hàng Lập trong lòng vẫn chưa có nắm chắc. Hắn cũng không có cùng một lần đem hai gốc thảo dược tất cả đều vô vị lấy ra, mà là trước tiên từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái hộp gỗ, thoạt nhìn quý giá khác thường, một gốc cây để bên trong cái hộp đó. Hàng Lập sở dĩ phải làm như vậy cũng là vì biết rõ cái đạo lý, người cần vỏ bọc, Phật cần giả bộ. Hiểu rằng nếu khéo giả bộ có thể khiến cho giá trị của dược thảo sẽ lên cao như vậy ba phần nữa, sẽ không làm cho mình thiệt hại. Hàng Lập cũng không có mở cái nắp hộp ra, mà là trực tiếp chuyển toàn bộ cái hộp tới trước mặt của đối phương. Điền trưởng quỷ vẫn một mực âm thầm để ý cử động của Hàng Lập, thấy tình cảnh này cũng không nói thêm lời, sau khi nhận lấy cái hộp quan sát một chút rồi không hoảng hốt không vội vàng mở nắp ra. Ô, đợi sau khi nhìn rõ ràng vật phẩm bên trong, điền trưởng quỷ có chút ngạc nhiên, nhưng theo sau thần sắc trở nên không thích thú. Lệ huynh à, định dùng cái hoàng linh chi này đổi bảo vật của bản lâu sao? Đây cũng không phải là vật trân quý gì, trừ phi là cực phẩm đã ngoài 200-300 năm, nếu không căn bản là không có đáng tiền gì cả. Điền trưởng quỷ lạnh nhạt nói. Hàng Lập chỉ cười hắc hắc, không có giải thích cũng không có nói gì thêm. Bản thân tự học được bộ dạng vừa rồi của đối phương, rót cho mình một chén trà thơm, lấy làm thích thú và bắt đầu uống. Điền trưởng quỷ sau khi thấy Hàng Lập có cử động giữ vững không e ngại này, bắt đầu có chút hồ nghi. Hắn tập trung hết tinh thần lại, cúi đầu, bắt đầu lần nữa xem tỉ mỉ linh thảo trong hộp. Điền chữ quỷ xem đi xem lại, đột nhiên nuốt ực một cái, lập tức kích động từ trên ghế đứng lên, bao gồm cả cầm cái hộp tới chỗ ánh sáng nhất bên trong phòng, xem xét tỉ mỉ lật qua lộn lại không ngừng, trong miệng còn lẩm bẩm thì thầm. Không thể nào, chẳng lẽ thực sự là đã ngoài ngàn năm sao? Hay chỉ là thoạt nhìn tương tự mà thôi? Hàng Lập thấy rõ vẻ mặt của đối phương, lại nghe được dạng lời nói này, cuối cùng cũng yên lòng. Lúc này hắn mới khẳng định giá trị của linh thảo ngàn năm so với dữ liệu trước đó phỏng chừng chỉ cao hơn chứ không thấp. Xem ra lấy lại được lôi châu kia tới tay rất có hy vọng rồi. Điền trưởng quỷ sau khi kiểm tra một hồi mới đột nhiên ý thức được sự thất thố của mình, để cho đối phương thấy được thật hư không ít. Có điều lúc này hắn cũng bất chấp những cái này rồi. Vật trước mắt sớm đã đem tâm thần của hắn tất cả đều hấp dẫn rồi. Chỉ cần vật ấy thực là loại cực phẩm ngàn năm như hắn tưởng tượng, vậy hắn chính là có tốn bao nhiêu chi phí đi nữa cũng phải đem linh thảo ngàn năm lưu lại vạn bảo lâu. Điều này sẽ đem đến cho hắn và vạn bảo lâu mối lợi bất tận. Nhưng hôm nay duy nhất hơi làm khó hắn chính là linh thảo ngàn năm này hắn cũng chỉ là nghe tiếng, nhưng chưa bao giờ gặp qua vật phẩm thật, thực sự không cách nào tuyệt đối khẳng định chắc chắn là đại niên chính xác của vật bên trong. Có điều cho dù hoàng tinh chi trước mắt cũng không phải thật sự là linh dược ngàn năm, nhưng hỏa hầu cũng tuyệt đối là có 700-800 năm, đó cũng là vật trân quý vạn phần, điểm này ngược lại hắn có thể khẳng định. Người đâu? Sau khi kiểm tra nửa ngày, điên chứng quỷ cũng hô một tiếng, gọi một gã sai vặt từ dưới lầu lên. Đi mời Đinh lão tới đây, hãy nói nơi này có kiện vật phẩm trân quý cần lão nhân gia hắn xem xét một chút. Hắn trịnh trọng ra lệnh, sau đó thừa dịp thời gian trống này, điên chứng quỷ cùng Hàng Lập bắt đầu tán gẫu hết sức ăn ý, nhưng cũng tránh mà không nói tới việc thảo dược, tựa hồ trong lúc nhất thời, vật phẩm trong hộp đều bị hai người quên mất trong đầu. Nhưng thời gian không lâu, một lão già tóc xám trắng được gã sai vặt dẫn tới cũng lên lầu chậm chạp. Điền trưởng quỷ vừa thấy bật người cung kính tiến lên nghênh đón, cũng đem chỗ ngồi nhường cho lão, mà hắn thì đứng ở một bên, xem ra vị Đinh lão này thực sự là đức cao vọng trọng. Có điều Hàng Lập cũng đã nhìn ra, vị này và điền trưởng quỷ giống nhau, cũng là một lão giả bình thường, tuyệt đối không có chút khí tức của tu tiên giả. Điền trưởng quỷ, ngươi gọi lão già sắp xuống lẩu như ta tới vậy, chẳng lẽ còn có vật gì
có thể khiến cho ngươi cũng không cách nào đánh giá phân biệt sao? Lão già hơi cúi người thở hổn hển mấy hơi mới lập cập cao ngạo nói: Đinh lão, làm phiền lão xem vật này có được không vậy? Giảng bối mặc dù cảm thấy hình như là linh dược ngàn năm, nhưng thâm tâm rất là không chắc chắn, cũng hy vọng đinh lão thẩm định niên đại một chút. Điền chứng quỷ dùng ngôn từ khiêm tốn nói, sau đó đem hộp gấm đưa qua. Linh thảo ngàn năm à? Đinh lão nghe nói có chút khó tin, nhưng vẫn nhận lấy cái hộp gấm. Mời lão xem kỹ xem, có phải vật thật sự là hoàng tinh chi ngàn năm không? Điền chứng quỷ cố gắng áp chế hưng phấn trong lòng, lời nói có chút dồn dập. Lão già cũng không nói gì thêm, mà là nheo mắt, thần tình chăm chú nhìn hình dạng, màu sắc thậm chí từng đường gân của vật trong hộp, kể cả thỉnh thoảng đem cái hộp đưa lên mũi, khẽ ngửi như vậy vài lần. Dược thảo này chính là Hàng Lập một tay chăm bón mà ra, cho nên có phải là linh dược ngàn năm hay không, hắn trong lòng tự nhiên có tính đến, bởi vậy từ đầu chí cuối ngồi ở một bên, ánh mắt tự nhiên như thường. Đối với cử động của lão giả như không nhìn thấy, điều hắn lo lắng chỉ là vấn đề mặc cả như thế nào với Vạn Bảo Lâu. Điền chữ quỷ thì lại trái ngược với Hàng Lập, hắn nhìn không chớp mắt vào nhất cử nhất động của lão giả. Điều này làm trái ngược cái phong độ lúc đầu mà hắn gặp Hàng Lập. Lúc này trên mặt tràn ngập sự mong ngóng, thần tình phức tạp, hồi hộp lo lắng, cái được cái mất. Cuối cùng đinh lão đem cái hộp nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, sau đó tay mân mê chùm râu, nhắm mắt trầm tư một lát, mới mở hai mắt ra, dùng ngữ khí hết sức chắc chắn tỉnh táo mà nói. Chúc mừng trưởng quỷ, đây đích xác là hoàng tinh chi đất ngoài ngàn năm không giả đâu. Mà còn là mới ra khỏi đất không được bao lâu nữa, cực phẩm thiên niên thảo dược tính chưa hao tổn chút nào, để mấy lão phu có thể cam đoan. Điền chưởng quỷ vừa nghe trên mặt mừng rỡ, theo sau cung kính tiễn lão này xuống cầu thang. Tiếp theo cầm lấy cái hộp đựng linh thảo vui mừng khôn tả, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Điền chưởng quỷ nè, có phải chúng ta nên nói về việc giao dịch này hay không? Hàng Lập thấy việc đối phương tựa hồ đã quên mất chủ nhân của linh thảo còn ngồi ở một bên, không nhịn được buông lời nhắc nhở một câu. Tại hạ thật là hồ đồ, mong rằng lễ quên thứ lỗi. Điền chưởng quỷ sau khi hơi sững sờ, lúc này mới nhớ ra gốc linh thảo này còn chưa thuộc về Vạn Bảo Lâu, không nhìn được da mặt hơi đỏ lên. Ha ha, việc này không có gì, có điều các hạ định giao dịch như thế nào đây? Thấy điền chưởng quỷ đối với vật ấy yêu thích như vậy, chắc hẳn sẽ không để cho tại hạ thất vọng chứ. Hàng Lập khẽ cười rồi nói, có chút lấn ép đối phương. Lúc này thần sắc của điền chưởng quỷ đã khôi phục bình thường, cũng cầm vật trong tay đặt lại trên bàn, rồi mới nói. Lệ huynh, đã có thể lấy ra linh thảo ngàn năm, nói vậy cũng không phải là tu tiên giả bình thường. Ta đây cũng không cần dùng thói buôn bán lừa bịp với huynh đài, mà nói cho các hạ một giá công bằng. Hắn nói tới đây hơi suy nghĩ một chút, rồi dùng ngữ khí rất thành khẩn nói tiếp. Gốc linh thảo này có thể tùy ý đổi hai kiện vật phẩm bảo vật bên trong cái hộp gấm ta đã cho Lệ huynh xem qua, hoặc là một mình nó đổi lại một món đồ bên trong cái hộp cuối cùng. Nếu vẫn chưa thấy sắc đáng, vậy bản lâu cũng có thể đưa ra linh thạch làm cho các hạ tuyệt đối hài lòng, để đem linh thảo mua lại. Lệ huynh, ý tứ thế nào? Hàng Lập cảm giác được sự thành ý trong lời nói của đối phương. Sau khi trong lòng suy đi tính lại vài lần, cũng hiểu được giá này coi như hợp lý, không vượt quá giới hạn của mình, thì ý tứ âm thầm đã có 7-8 phần đáp ứng. Có điều trước tiên tại đây, hắn vẫn muốn xem rốt cuộc chứa đựng bên trong hộp gấm cuối cùng là vật gì. Nhưng điền chưởng quỷ chưa chờ cho Hàng Lập mở miệng, đã rảo bước tới mở cái hộp gấm cuối cùng, rồi đẩy đến trước mặt Hàng Lập mỉm cười nói. Chứa đựng bên trong cái hộp này chính là trấn lâu chi bảo của Bảo Lâu, có điều chính là xem huynh đại có nhận biết là gì hay không mà thôi. Hàng Lập trong lòng hiếu kỳ nổi lên, ánh mắt hướng vào bên trong cái hộp nhìn lại, nhất thời trở nên trợn mắt há hốc mồm. Bên trong hộp gấm không ngờ đặt độc một tấm phù lục, mặt trên còn vẽ một khối đồ án màu vàng dài loang ngoằng, kim quang lập lòe trông rất sống động. Sau khi nhìn thấy rõ vật ấy, Hàng Lập trầm tư chuyển động không ngừng, lập tức liên tưởng tới tấm phù lục có vẻ tiểu kiếm màu xám kia của mình, chẳng lẽ là đồ vật đồng dạng? Phù bảo? Hàng Lập hít một hơi thật sâu, không dám chắc nên mở miệng hỏi. Điền chưởng quỷ vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, theo sau kinh ngạc nói. Thật sự không nghĩ tới Lệ huynh có thể nhận ra vật này. Theo lý mà nói, bảo vật này hẳn có rất ít người tu tiên biết mới phải, huynh đài kiến thức sâu rộng, tại hạ bội phục. Hàng Lập sau khi nghe xong, cười khổ vài tiếng, tiếp đó lắc đầu thở dài nói. Các hạ đã quá xem trọng Lệ mẫu rồi, phù bảo này tại hạ cũng chỉ nghe tiếng mà thôi, hiểu biết về nó thật sự là quá ít. Có điều điền chưởng quỷ đã có thể đưa ra vật này, vậy chắc hẳn đối với phù bảo có chút hiểu biết rồi, mong được chỉ giáo. Những lời này của Hàng Lập toàn bộ là lời nói thật tâm, hắn đích xác muốn nhân cơ hội hoàn toàn hiểu rõ một chút về nguyên nhân và hiệu quả của phù bảo, cũng tỉnh ngộ ra mà bỏ xuống được sự mờ mịt trong đầu.
Điền chữ quỷ nhìn Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, cảm thấy chuyện này không cần phải giữ bí mật, chỉ là ít người biết mà thôi, cũng không đáng vì thế mà đắc tội với vị khách hàng lớn trước mắt, liền đáp ứng phi thường sảng khoái, cũng nhất nhất nói ra hết thảy những gì có liên quan đến phù bảo. Phù bảo và cái thật đúng là có lai lịch lớn, lại là một vật phẩm kỳ lạ do tu sĩ kết đan kỳ trở lên mới có thể chế tạo. Nó là do cao giai tu sĩ luyện ra pháp bảo, đem bộ phận uy lực của pháp bảo gói vào trong lá bùa đặc chế, để cho tu tiên giả khác cũng có thể tạm thời sử ra một loại đặc chế phù lục có pháp bảo uy năng, khiến cho đồng thời có cả hai đặc tính phù lục và pháp bảo, được tu tiên giả biết đến với cái tên là ngụy pháp bảo, rất được bọn họ theo đuổi tán tụng. Loại ngụy pháp bảo này phi thường đặc thù, làm ra nó cần phải tu sĩ kết đan kỳ trở lên mới được, nhưng để sử dụng nó thì chỉ cần tu tiên giả bất kỳ là có thể sử dụng được, cho dù là dạng tu tiên giả 3-4 tầng công pháp, giống như Kim Quang thượng nhân mà lúc trước bị Hàng Lập giết chết. Chỉ có điều tu tiên giả chưa tiến vào trúc cơ kỳ, pháp thuật sẽ chưa ngưng tụ, sử dụng phù bảo chỉ có thể phát huy ra 1-2 phần 10 của uy lực của phù bảo, so sánh với pháp khí đứng đầu tựa hồ không cao hơn bao nhiêu. Mà tu tiên giả sau khi trúc cơ thì lại có thể vận dụng phương pháp ngưng luyện tâm thần, có thể đem uy lực phù bảo toàn bộ phát huy ra không thiếu chút nào. Uy lực đó mặc dù không thể giống như pháp bảo chân chính kinh thiên động địa, long trời lở đất, nhưng cũng đủ để miệt thị toàn bộ những loại pháp khí khác. Bởi vậy tu sĩ sau trúc cơ kỳ ai ai cũng hy vọng có được một kiện. Điều này sẽ khiến cho bọn họ trong tranh đấu lại chiếm thượng phong, có thể ngạo thị người khác. Uy lực của phù bảo mặc dù kinh người, nhưng bắt đầu sử dụng sẽ phải tiêu hao pháp bảo uy năng tồn tại bên trong nó. Nếu như uy năng tiêu hao hầu như không còn, vậy phù bảo đó cũng đã hoàn toàn coi là hỏng rồi. Bởi vậy khống chế uy lực của pháp bảo sử dụng như thế nào, điều này cũng là một vấn đề không thể coi thường. Mặt khác, chế tạo phù bảo cũng không phải là một việc đơn giản, bởi vì pháp bảo nguyên bản chính là vật kết đan kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế, nhưng chẳng những số lượng rất khan hiếm, hơn nữa từ đầu chí cuối phải tôi luyện đêm ngày trong chân nguyên tu sĩ để gia tăng uy lực của nó, sẽ không dễ dàng lấy ra cho người khác. Phải biết rằng chế tác phù bảo chính là tương đương với hành vi tự hoại, đem pháp bảo uy năng chia ra một bộ phận, mỗi một tấm phù bảo làm ra, chủ nhân pháp bảo phải tôi luyện lại từ đầu rất lâu mới có thể đem uy năng luyện trở lại lần nữa. Đây chính là điển hình của hành vi lợi người hại mình. Bởi vậy dưới tình huống thông thường, đúng là không có vị tu sĩ kết đăng kỳ trở lên nào lại làm cái kiểu việc ngớ ngẩn này. Nhưng dân gian có câu rất hay, thế sự vô thường. Loại hành động luyện chế phù bảo xem như ngu xuẩn này, phần lớn cao sĩ tu giai trước khi lâm đại hạn cũng sẽ điên cuồng đi làm, chỉ là vì có thể để cho hậu nhân hoặc vãn bối lưu lại một món tiền trợ giúp không nhỏ. Phải biết rằng pháp bảo người trước lưu lại, sau khi trải qua thời gian dài ngưng luyện lại một lần nữa, được người của họ kế thừa, chủ nhân mới đúng là không cách nào làm được tâm thần cùng pháp bảo hoàn toàn hợp nhất, uy lực vốn có trong pháp bảo sẽ tổn thất hơn phần nữa, và phải còn cần người này phải đạt tới kết đan kỳ mới sử dụng được. Nếu không chỉ có thể trợn mắt gắng gượng thu lấy pháp bảo mà không cách nào vận dụng mảy may. Bởi thế so với pháp bảo lưu lại đầy đủ, chính là luyện chế phù bảo đối với hậu bối của bọn họ thích hợp hơn. Nhưng luyện chế phù bảo, hạn chế của nó cũng rất nhiều. Đầu tiên, uy lực của pháp bảo mà mỗi tấm phù bảo có thể phong ấn nhiều nhất chỉ có thể là 1/10 pháp bảo uy năng mà thôi, chỉ có thể giảm bớt chứ không thể tăng thêm. Bởi vậy cho dù căn cứ cùng một kiện pháp bảo mà phong ấn phù bảo, uy lực của nó cũng không đều, mỗi cái mỗi khác. Tiếp theo, luyện chế phù bảo chẳng những sẽ làm uy lực của pháp bảo giảm xuống, mà còn sẽ làm nguyên khí của chủ nhân pháp bảo tổn thất rất nhiều, cho nên tình cảnh luyện chế phù bảo kéo dài đúng là không có khả năng xuất hiện được. Mỗi một lần luyện chế phù bảo, chủ nhân pháp bảo đều phải nghỉ ngơi 5-3 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Điều này còn tùy thuộc có lãng phí chân nguyên hay không. Nếu không, dưới tình huống lại lần nữa định tôi luyện pháp bảo, thời gian còn có thể càng thêm lâu dài. Bởi vậy tu tiên giới thường sẽ xuất hiện tình cảnh như thế. Cao giai tu sĩ trước khi lâm đại hạn, sau khi chuẩn bị trước lúc thông qua tạo hóa, lưu lại những món đồ giá trị nhất sau khi họ qua đời, thường thường chính là một món pháp bảo uy lực đại giảm và mấy tấm phù bảo phong ấn đồng dạng uy năng. Việc này không thể không nói là một việc rất bất đắc dĩ. Hàng Lập sau khi nghe xong lời của Điền trưởng quỷ, lúc này mới có hiểu biết nhất định đối với phù bảo, không khỏi đánh giá lại tấm phù bảo này trong hộp gấm lần nữa. Tấm kim quang chuyên phù bảo này là bản lâu không tiếc rất nhiều tiền mua lại từ trong một tiểu gia tộc, là phù bảo mới tinh chưa từng vận dụng qua một chút nào, thừa sức đối với gốc linh thảo ngàn năm này của Lệ huynh. Điền trưởng quỷ cuối cùng dùng một giọng điệu chịu nhiều thiệt thòi nói luôn miệng. Hàng Lập khẽ âm thầm cười, một điểm cũng không tin tưởng những lời nói có ngôn ngữ bất lợi của đối phương. Nhiều lắm cũng chỉ là mỗi bên đều có nhu cầu mà thôi. Linh thảo của mình ở trong mắt của đối phương khẳng định so với tấm phù bảo này chỉ có cao hơn chứ không thấp. Thế nào, Lệ huynh chuẩn bị đổi vật phẩm tương đương chưa?
Điền trưởng quỹ cuối cùng cười hỏi. Hàng Lập nghe vậy do dự một chút, tư tưởng có điểm không nắm chắc. Hắn vốn định là chạy thêm mấy cửa hàng nữa xem có còn pháp khí nào tốt hơn hay không, nhưng mấy món đồ trước mắt này đích xác đều rất không tệ, rất hợp tâm ý của hắn, làm cho hắn bỏ qua một phần, nhưng trong lòng thì vạn phần không thôi. Đặc biệt là kiện kim quang chuyên phù bảo kia, về sau hỗ trợ đối với hắn càng lớn hơn nữa, hắn nhất định phải lấy cho bằng được. Mấy kiểu đồ vật này tại hạ đều tương đối thích á, dự định đều cần. Sau một hồi suy nghĩ, Hàng Lập hạ quyết tâm. Hắn cảm giác nếu ở Vạn Bảo lâu này mà mua hết mấy món đồ vật có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Tối thiểu sẽ giảm bớt sự chú ý của người khác đối với hắn, đem ảnh hưởng của linh thảo ngàn năm giới hạn vào Vạn Bảo lâu mà thôi. Điều muốn hết, Liệu huynh chẳng lẽ còn nói giỡn hả? Điền trưởng quỷ nghe xong lời của Hàng Lập, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn cho rằng Hàng Lập sư tử ngoặt mồm, nên dùng một gốc linh thảo này mơ mộng cuồng vọng đổi hết bảo vật trong hộp gấm. Hàng Lập thấy thế, sau khi khẽ mỉm cười, không có phân bua, nhưng lại từ trong túi trữ vật móc ra một cái hộp giống như cái hộp lúc trước như đúc đặt trên bàn. Dùng hai gốc linh thảo ngàn năm này đổi lấy tất cả bảo vật trong hộp gấm của ngươi. Hàng Lập chậm rãi nói, điều bộ việc chắc chắn phải được. Điền trưởng quỷ vừa mừng vừa sợ, bất chấp trả lời điều kiện của Hàng Lập, trước tiên vội vàng kiểm tra linh dược mới xuất hiện một lần, chờ sau khi xác định linh thảo mới đúng thật cũng cùng là linh dược ngàn năm giống với gốc đầu tiên, mới dùng một loại ánh mắt khác thường bắt đầu đánh giá Hàng Lập lại lần nữa. Dù sao, người một cái nhất tay có thể đưa ra hai gốc linh dược hạng hữu, như thế nào cũng đáng giá để Vạn Bảo lâu hắn tôn trọng. Mà Hàng Lập lại đội nón lá, Điền trưởng quỷ không cách nào thấy rõ vẻ mặt của đối phương, lại càng sinh ra cảm giác đối phương thần bí, bởi vậy sau một lúc trù trừ liền quyết định. Được, nếu là Lệ huynh đã nói như vậy, vậy tại hạ có thể lùi một bước đồng ý đáp ứng, nhưng Điền mỗ có kèm theo một thỉnh cầu nhỏ nhỏ đối với huynh đài. Nếu như sau này Lệ huynh còn có loại linh dược gì đó, tại hạ hy vọng huynh đài cũng có thể ưu tiên nhớ tới bản lâu, Điền mỗ ra giá tuyệt đối sẽ làm cho các hạ hài lòng. Hàng Lập hắc hắc cười khan vài cái, khẽ gật đầu chẳng nói gì thêm, nhưng trong lòng cũng đã than thở. Biết đối phương chính là đã nổi lên lòng nghi ngờ, xem ra dùng linh thảo loại này đi mua bán trao đổi vật, sau này chính là tận lực mà làm thật ít mới được, nếu không sẽ rước họa sát thân. Điền trưởng quỷ cũng không biết ý nghĩ chân thực của Hàng Lập. Sau khi thấy hắn gật đầu đáp ứng, trong lòng mừng rỡ, nếu như tên họ Lệ trước mặt thật sự còn có thể cho hắn mua được linh dược ngàn năm, vậy hắn hôm nay thả chút máu, nhân nhượng một chút phí tổn nhỏ này hoàn toàn là có giá trị. Vì vậy Điền trưởng quỷ và Hàng Lập phân biệt trao đổi vật phẩm, sau khi mỗi bên đã thu được một món đồ rồi, hai bên đều rất vui mừng. Mà Hàng Lập đến đây cáo từ rời đi Vạn Bảo lâu, ngay cả khu chợ cũng không dám đợi một giây phút nào nữa, tức khắc nhanh chóng ra khỏi phạm vi giới hạn của khu chợ, lập tức bay khỏi nơi đây. Bởi vì sợ Vạn Bảo lâu phái cao thủ gì đó âm thầm theo dõi mình, hắn cũng không có nghênh ngang trực tiếp hướng Hoàng Phong Cốc bay đi, mà là trực tiếp bay ra khỏi rặng núi Thái Nhạc. Sau khi xem xét lộ trình rời đi chừng 3-4 ngày, mới yên tâm một vòng lớn, lại hướng về phía Hoàng Phong Cốc bay đi. Chập tối 3 hôm sau, Hàng Lập đã tiến vào bên trong ngoài rặng núi Thái Nhạc. Bởi vì sắc trời sắp tối, hắn vì lý do an toàn liền tìm một tòa thạch động kín đáo định nghỉ tạm qua một đêm, sau đó ngày mai lại chạy về Hoàng Phong Cốc. Tòa thạch động này nằm ở giữa sườn núi, phía trước có lác đác mấy đống đá chặn cửa động. Hàng Lập cũng là vừa may có thể chui vào bên trong. Sau khi ăn chút gì đó, hắn liền khoác áo, tựa lên vách đá bắt đầu vận công dưỡng thần. Thời gian bất tri bất giác đã đến quá nửa đêm. Vào giữa lúc Hàng Lập buồn ngủ sắp ngủ, đột nhiên nghe thấy thanh âm của tà áo chạm gió vang lên, tiếp theo là một tiếng bịch. Tựa hồ có hai người chân rơi xuống đất, từ không trung bay hạ xuống ngoài động. Hàng Lập trong lòng cả kinh, nhất thời buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ người của Vạn Bảo lâu truy sát mình sao? Hàng Lập không khỏi suy nghĩ về cái tình huống tồi tệ nhất. Sư muội à, hoàn cảnh nơi này không tệ ha, hơn nữa hẻo lánh không người, ta thấy là chỗ này đi. Một giọng nam có chút quen thuộc vang lên bên ngoài động. Hàng Lập có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng thở dài một hơi. Nếu không phải người của Vạn Bảo lâu đến giết người đoạt bảo, vậy đã nói lên đối phương chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng đã không có gì phải lo lắng nữa. Sư muội, cần gì dùng cái loại ánh mắt này mà nhìn ta chứ? Dù sao ngươi cũng chưa bao giờ hưởng thụ qua cái sướng khoái của nam nữ mà. Hôm nay sư huynh thương yêu ngươi, hoàn hảo một phen ha. Cũng tốt, để cho sư muội cuộc đời này không uổng phí làm nữ nhân, nếu không một lát nữa sẽ phải hương tiêu ngọc tổn đó, chẳng phải quá lãng phí bộ túi da tuyệt vời này sao hả? Thanh âm của nam tử thủy chung không nhanh không chậm, ôn nhu cực kỳ, nhưng nội dung trong lời nói lại thực sự là dâm ô vô tình. Hàng Lập hít một hơi, cúi mình trước vị huynh đài bên ngoài, không ngờ có thể sử dụng loại giọng điệu như vậy nói ra những điều tồi tệ xấu xa, tiền dâm hậu sát này, thật sự là bội phục cực kỳ.
Hơn nữa bên ngoài chỉ có tiếng nói của người nam vang lên, không có tiếng nói của người nữ. Vậy đã nói rõ sư muội này sớm đã bị hắn chế trụ, bây giờ sợ rằng ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Có điều thanh âm của nam tử này quen tai như thế, hẳn là người hắn đã gặp qua. Nghĩ tới đây, lòng hiếu kỳ của Hàng Lập dâng lên, không nhịn được mà vô thanh vô tức ngầm đi về phía cửa động. Roạt, tiếng quần áo nữ tử bị xé rách vang lên, theo đó cũng vang lên tiếng cười dâm đảng của tên nam tử này. Đây, trước tiên ăn cái viên hộp quan đan này đi, nếu không lát nữa không có gì thú vị cả. Nè nè nè, sư muội không cần nên dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta đâu chứ. Thật ra trước kia nàng cũng không phải rất muốn sau khi trúc cơ cùng ta song tu sao? Vậy cũng xem như thành toàn tâm nguyện cho nàng rồi. Nam tử có chút quên hết tất cả, bởi vậy cười rộ lên điên cuồng. Lúc này Hàng Lập đã mò tới sau một khối đá nơi cửa động, bắt đầu nhìn trộm về chỗ đất trống bên ngoài. Chỉ thấy một nam tử áo trắng, nửa quỳ ở bên thân mình một nữ tử trẻ tuổi, đang sờ mó vuốt ve lung tung trên thân thể mềm mại của nàng, cũng thỉnh thoảng xé quần áo ra từng mảnh nhỏ. Nữ tử đó đầu tóc rối bời, Hàng Lập không nhìn rõ khuôn mặt nàng, nhưng thân thể thì mềm mại như một con dây non, đã trần trụi hơn nửa người, lộ ra da thịt đàn hồi trắng nõn nà, đặc biệt là với bộ ngực căng tròn mềm mại trắng bóc nửa kính nửa hở kia, đúng là khiến cho người ta khí huyết sôi lên. Hả? Thì ra là hắn. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của nam tử, Hàng Lập có chút kinh ngạc cũng có chút sáng tỏ. Nam tử chính là vị Lục sư huynh, tính tình nhỏ mọn đánh nhau một hồi với Mộ Dung huynh đệ. Quả nhiên là tên mặt người giả thú, chỉ không biết con dây non mà hắn bắt tới kia là vị sư tỷ xui xẻo nào trong cốc. Không biết là có phải vị Lục sư huynh này nghe được tiếng lòng của Hàng Lập hay không, mà trong lúc vô ý dùng một tay vuốt mái tóc rối bời trước mặt của nữ tử, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng oán độc vô cùng. Hả? Tại sao lại là nàng? Hàng Lập sau khi đã thấy rõ hình dáng của nữ tử, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Đây chả phải là vị Trần sư muội kia ở trên đồi, từ đầu chí cuối mình ta ta cùng Lục sư huynh sao? Bản thân nàng chính là người yêu của Lục sư huynh. Mà vị Lục sư huynh này thần kinh rồi sao? Như thế nào nhất định phải đùa giỡn đem người yêu của mình diễn cái trò cưỡng gian giết người này? Chỉ là nhìn bộ dạng hai mắt phun ra lửa của Trần sư muội cũng không giống như đang đùa giỡn. Hàng Lập mắt trợn tròn, trong lòng có chút hơi ngơ ngẩn. Tìm được rồi. Đột nhiên Lục sư huynh đình chỉ cử động trên người của nữ tử, kêu lên vui mừng xen lẫn sợ hãi. Trên tay của hắn đã xuất hiện một cái trữ vật đại xinh xắn tinh vi. Lục sư huynh không hề để ý tới Trần sư muội nữa, mà là dốc cái túi trữ vật xuống. Vật phẩm từ trong túi đồ rớt ra một đống, vừa có loại đồ vật như pháp khí, phù lục, cũng có những vật riêng tư như quần áo nội y của đám nữ tử. Lục sư huynh đối với những đồ vật khác giống như không nhìn thấy, ngược lại ở trong đám vật phẩm này, cùng loại như là chai lọ, hộp, bình, tìm tòi không ngừng, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó. Đây rồi, tìm được rồi. Ta biết sư muội nhất định sẽ mang theo bên mình mà, quả nhiên là không sai. Lục sư huynh mừng như điên, từ trong đống đồ lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ. Nắp hộp đã mở ra, nhưng Hàng Lập bởi vì khuất gốc nên không nhìn rõ đồ vật bên trong hộp. Lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nhưng cũng không dám coi thường mà vọng động. Phải biết rằng tên gia hỏa đối diện ác độc như thế, ngay cả bạn nữ của mình cũng có thể xuống tay. Nếu như tên sư đệ này bị hắn phát hiện rồi, vậy thì càng muốn giết người diệt khẩu, không chết không thôi. Hơn nữa uy lực pháp thuật phong thuộc tính của đối phương hắn cũng chính mắt thấy qua, bất luận là công kích hay phòng ngự đều sắc bén vô cùng. Cũng không phải là người chỉ biết ba miếng pháp thuật mèo cào như hắn có thể so sánh được. Càng huống chi đối phương pháp lực cũng thâm hậu hơn nhiều so với hắn, đã ở vào dạng trung giai của tầng thứ 12. Cứ như vậy, vô luận là pháp thuật hay là pháp lực, hắn đều tuyệt đối ở vào hạ phong, tựa hồ không có phần thắng. Nhưng Hàng Lập tự cho là nếu thực sự đánh hết sức mà nói, hắn vẫn có thể chống lại được đối phương. Dù sao pháp khí vốn có lại thêm những pháp khí mới cũng không phải là ăn chay, đến lúc đó phát sinh động thủ ai giết ai vẫn còn chưa khẳng định được. Có điều Hàng Lập cũng không có hứng thú đem mạng nhỏ của mình mà chơi đùa kiểu như diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân này. Dù sao Trần sư muội kia và hắn cũng không có thân thích, là nàng tự mình có mắt không trồng, ương bướng chọn một vị độc ác đáng khinh làm bạn tình, tự động dâng tới cửa, vậy có thể oán ai? Muốn Hàng Lập vô duyên vô cớ vì thế mà liều mạng, hắn cũng không có giác ngộ cao như vậy. Cho nên hắn chuẩn bị xác thật xem hết màn kịch này, sau đó cùng vị Lục sư huynh kia mỗi người một đường, không ai liên quan tới ai. Đương nhiên, đối với vị Lục sư huynh này, Hàng Lập về sau khẳng định càng phải thêm chú ý rồi. Dù sao người có thể tàn nhẫn độc ác tới mức như vậy, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy được. Đối với trình độ vô tình của người này, hắn cam bái hạ phong. Nghĩ tới đây, Hàng Lập đem liễm khí thuật mới học được không lâu lặng lẽ thi triển ra.
Sợ đối phương trong lúc vô ý cảm ứng được sự tồn tại của hắn, khiến cho hắn không đánh một trận sống mái không được. Lúc này, Lục Sư Huynh đã đem cái hộp gỗ bỏ vào trong túi trữ vật của mình, sau đó cười dâm đãng vài tiếng lần nữa, nhích gần đến người Trần Sư Muội. Một mặt hắn hưng phấn tiếp tục xé rách quần áo nhà gái, một bên lầm bầm thổ lộ toàn bộ tiếng lòng, khiến cho Hàng Lập trốn ở một bên nghe được mà lạnh cả người. Sư Muội ơi, nàng cũng chớ có trách ta, chuyện này Di Huynh cũng không có biện pháp. Phải biết rằng cô gái họ Đổng điêu ngoa kia cũng chính miệng nói, chỉ cần ta và nàng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, sau khi chuyển sang trúc cơ, nàng sẽ cùng ta song tu. Nàng ta sẽ xin vị bà cô tổ trong nhà, Hồng Phất Sư Thúc Tổ, đích thần thu nhận ta làm môn hạ, truyền thụ cho ta đại thần thông kinh thiên động địa đó. Đó là cơ hội nhảy một bước lên trời, sư huynh ta thật sự không muốn bỏ qua điều này đâu, cho nên cũng không thể làm gì khác hơn là quan ức cho sư muội rồi. Nằm trên mặt đất, Trần Sư Muội đang phun lửa trong mắt. Sau khi nghe xong lời tán tận lương tâm này của đối phương, tức giận run cả người, hận không thể lập tức ngồi dậy xong tới hung ác cắn xé con người nhẫn tâm này mấy miếng để phát tiết oán hận trong lòng. Nhưng đáng tiếc chính là vì bạc tình lang này sớm đã dùng phong nhược thuật đem trói chặt toàn bộ thân nàng lại, căn bản không cách nào nhúc nhích một phân, ngay cả muốn há mồm mắng chửi cũng không làm được, chỉ có thể mặc cho đối phương sắp đặt mà thôi. Nhưng những lời kế tiếp của vị Lục Sư Huynh này càng khiến cho nàng hai chân lạnh toát, thiếu chút nữa là tắt thở. Nếu như sư muội không phải là con gái duy nhất của Trần gia gia chủ, kỳ thực ta thả cho muội một con đường sống cũng không phải là không thể đâu. Ta thật sự là sợ muội từ yêu mà chuyển sang hận, sẽ nhờ lực lượng của Trần gia tới trả thù ta, cũng sẽ truyền bá cái việc này khắp nơi, làm cho thanh danh của ta mất hết. Mà ta nghe nói á, Hồng Phất Sư Thúc Tổ lại thù hận nhất nam tử phụ tình bạc nghĩa, cho nên vì chuyện tốt của sư huynh, cũng vì danh tiếng của sư huynh, sư muội nên là từ thế gian biến mất đi. Chắc hẳn cũng sẽ không có ai hoài nghi tới ta đâu, dù sao trước kia chúng ta chính là yêu thương như vậy mà. Lục Sư Huynh nói giả bộ, nhưng trên tay thật là không dừng lại chút nào. Trần sư muội trong nháy mắt quần áo đã tan hết, đã hoàn toàn trần truồng. Lục Sư Huynh chứng kiến cảnh đẹp trước mắt, hai mắt sáng rực phát rảnh dâm tà, ngón tay bắt đầu chậm rãi hoạt động trên da thịt mơ màng bóng loáng, biểu lộ một bộ mặt thèm thuồng thưởng thức rồi nói tiếp. Nhưng để cho ta động tâm chính là không ngờ sư muội và ta giống nhau, đều vẫn còn giữ lại trúc cơ đan chưa dùng. Nói vậy cũng là muốn đợi cho sau khi trụ cột công pháp đại thành sẽ dùng sao? Dù sao làm như vậy mà nói, tỷ lệ trúc cơ đan thành công sẽ lớn hơn một chút nữa. Hắn trong miệng vừa chật chật vừa nói. Có điều cơ thể trong sạch của muội cũng đã giao cho huynh rồi, nghĩ tới càng không nỡ không giao trúc cơ đan này chứ. Ta vốn muốn lo lắng một chút á, uống một viên trúc cơ đan thật sự không chắc chắn sẽ thành công, sợ trúc cơ sẽ thất bại. Dù sao cho dù là dị linh căn, trúc cơ thất bại cũng là việc thường. Nhưng hôm nay có một viên trúc cơ đan này của muội nữa, vậy trúc cơ tuyệt đối không thành vấn đề rồi. Ẩn sâu đống đá, Hàng Lập nghe lén xong hết thảy, tâm tư lại trở nên động đậy. Trước mắt có trúc cơ đan xuất hiện, mà một lần lại xuất hiện những hai viên, hấp dẫn này đối với hắn quá lớn rồi. Dù sao hắn kế hoạch tham gia huyết sắc thí luyện không phải là trúc cơ đan sao? Nếu như có thể không cần phải mạo hiểm mà có thể đạt được trúc cơ đan, hắn đương nhiên nhất định muốn thử rồi. Nghĩ tới đây, Hàng Lập tập trung tinh thần, bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của Lục Sư Huynh. Nếu như đối phương lộ ra sơ hở, hắn lập tức sẽ ra tay, tuyệt đối không chút do dự, tiêu diệt người này, cướp lấy hai viên trúc cơ đan. Giờ phút này, vị Trần sư muội kia đã xuất hiện triệu chứng khác thường, vẻ oán độc trên mặt đã dần dần biến mất, thay vào đó là một loại ánh mắt say mê, da thịt lõa lồ cùng hiện lên sắc hồng, vả lại môi thơm rung nhẹ nhẹ nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Xem ra hộp hoang đan bắt đầu có tác dụng rồi, bây giờ sư muội nói thật chắc là khó chịu lắm ha. Vì báo đáp đại ân của sư muội á, dư huynh đành khổ cực một chút rồi, để cho sư muội nếm thử một chút mùi vị của cuộc sống á. Như vậy cũng xem như là bù đắp tình nghĩa của hai chúng ta rồi. Lục sư huynh tự nói một mình vô sĩ cực kỳ, rồi cầm vật trong tay thu lại, bắt đầu đưa tay sờ về phía đai lưng, tựa hồ định muốn cởi quần áo, gian dâm tận tình một phen. Xem tới chỗ này, Hàng Lập trong lòng mấy động, nếu như thừa dịp sau khi vị Lục sư huynh này cởi sạch quần áo, hắn lại tiến hành tập kích, nói vậy đối phương sẽ tâm thần đại loạn, có thể một chiêu đắc thủ. Hàng Lập càng nghĩ lại càng cảm thấy làm như vậy nắm chắc thành công rất lớn, liền càng thêm chú ý tới Lục sư huynh. Còn dưới ý thức hướng về mặt đối phương xem xét như vậy vài lần. Không đúng. Hàng Lập sau khi vài cái liếc mắt lập tức phát hiện ra vấn đề. Vị Lục sư huynh này mặc dù đang cởi bỏ đai lưng luống cuống tay chân, nhưng thời gian trì hoãn cũng có phần hơi lâu một chút.
Đến giờ đai lưng kia vẫn buộc chặt tại nơi đó, không chút nới lỏng. Càng thêm quỷ dị chính là Lục sư huynh này trên mặt làm ra bộ vẻ háo sắc, nhưng ánh mắt thì lại trấn tĩnh, không loạn chút nào, còn ẩn chứa một vẻ cười lạnh. Hàn Lập trong lòng hồi hộp một chút, cảm thấy quá bất bình thường rồi, lòng đề phòng nổi lên, cũng vội vàng đem thần thức toàn bộ mở rộng ra, còn đưa tay móc ra một tờ thủy tráo phù kẹp vào bàn tay. Vừa mới làm xong toàn bộ những điều này, Hàn Lập lại đột nhiên cảm thấy bên trái có một kiện đồ vật đang vô thanh vô tức hướng về phía hắn bay tới. Nếu không phải bây giờ hắn đã triển khai thần thức, sợ rằng căn bản không phát giác được, điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Hàn Lập không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đem phù lục hướng về trên tay vỗ xuống, một vần hào quang màu lam mênh mông lập tức đem hắn bao vào bên trong. Mà lúc này một đồ vật màu xanh hình dạng như dây thừng cũng bay vụt tới quấn quanh, chỉ có điều bị lam quang kia kịp thời chặn lại bên ngoài. Ô Lục sư huynh và Hàn Lập đồng thời phát ra thanh âm, chỉ bất quá Lục sư huynh là bởi vì đánh lén không thành mà có chút kinh ngạc, mà Hàn Lập thì bởi vì âm hiểm xảo trá của đối phương thiếu chút nữa trúng kế mà trở nên vừa giận vừa sợ. Hay hay, phản ứng như vậy xem ra các hạ thật đúng là không đơn giản. Có điều ông bạn đã đứng xem lâu như vậy, có phải nên đi ra nói với Lục mổ một tiếng hay không? Lục sư huynh khoát tay một cái, dây thừng màu xanh kia đã phi trở về bên tay. Tiếp theo không hoảng hốt, không vội vàng, hướng về phía chỗ Hàn Lập ẩn thân lạnh lùng nói, xem ra thật sự đã sớm phát hiện tung tích của hắn. Nếu đã bại lộ rồi, vậy có trốn ở chỗ này không ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hàn Lập hít sâu một hơi, đội vòng bảo hộ chói mắt, hai tay mỗi bên thủ sẵn một kiện pháp khí, đi ra từ phía sau đống đá. Là ngươi? Sau khi nhìn rõ diện mạo của Hàn Lập, Lục sư huynh kêu lên có chút kinh ngạc, không ngờ hắn vẫn nhận ra Hàn Lập. Tâm tình của Hàn Lập lại theo tiếng kinh hô của đối phương hơi trầm xuống một chút. Vị Lục sư huynh này, ngày đó tại trên ngọn đồi nhỏ đã từng gặp mặt hắn, hơn nữa là đang ở trong lúc đánh nhau hỗn loạn, nhưng hôm nay mấy tháng cũng đã trôi qua, không ngờ còn có thể chỉ liếc mắt đã nhận ra hắn. Điều này chứng tỏ rằng người này không chỉ là trí nhớ kinh người, có thể đã gặp qua là không quên được. Điều đó còn chứng tỏ tâm tư cẩn thận, kín đáo, tâm kế hơn người. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, đối với Hàn Lập mà nói đều không thể coi như một tin tốt được. Thật ra hắn đã mơ hồ cảm thấy vị Lục sư huynh trước mắt này, ở vào một phương diện nào đó mà nói, có thể xem như là cùng một loại người như hắn. Cũng quen dùng tâm kế, cũng ra tay vô tình, đặc biệt là cái loại biểu hiện kiêu ngạo trước mặt người khác. Tuyệt đối cùng sự cúi đầu thấp kém của Hàn Lập đồng dạng là một loại che mắt, chỉ là Hàn Lập không muốn khơi lên sự chú ý của người khác, mà Lục sư huynh thì lại là cố ý gây cho người khác lòng khinh thường để che giấu bộ mặt thật của hắn mà thôi. Có điều Hàn Lập tự nhận là không cách nào vô sỉ giống như đối phương, cũng không cách nào vô tình cùng ác độc giống như đối phương. Hắn chỉ là luôn luôn theo đuổi con đường trung dung, chỉ để ý đạo đức của bản thân mà không cần quan tâm người khác nghĩ gì mà thôi. Trong lúc Hàn Lập trong lòng suy tư, thần sắc Lục sư huynh cũng trở nên trịnh trọng, tựa hồ cũng liên tưởng đến gì đó, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập lộ ra hung quang, không hề che giấu chút sát khí nào của hắn. Hàn Lập thở dài một hơi, vốn còn định phí chút miệng lưỡi xem có thể đánh lừa mà thoát thân, nhưng hôm nay thấy thần thái của đối phương và bằng vào tâm kế của đối phương, đúng là đường sống một điểm vòng vo cũng không có nữa rồi. Hắn và mình khẳng định chỉ có thể còn có một người sống, vì vậy không cần uổng phí miệng lưỡi, coi như tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không nói hai lời, tay trái giơ lên một cái tinh cương hoàng, liền phát ra âm thanh kỳ quái phóng thẳng về hướng Lục sư huynh. Theo sau, tay phải lại sáng ngời, hồ lô màu xanh đen đã xuất hiện trong tay, từ trong miệng hồ lô phun ra 5-6 quả cầu đen xì xì, theo sát phía sau cương hoàng đi tới. Làm xong tất cả những điều này, Hàn Lập cũng không dừng tay, hắn mở tay trái ra, hướng không trung khua một cái, trong phút chốc đã hiện lên mấy hỏa cầu màu đỏ. Tay áo thoáng rung một cái, đem những hỏa cầu này cuốn vào bên trong. Ngay sau đó đột nhiên hướng Lục sư huynh vung lên, trong miệng gằn giọng nói một tiếng: "Đi." Nhất thời theo một luồng nhiệt khí nóng bỏng, đám hỏa cầu như bầy ong tản ra bốn phía, không cùng góc độ đập về phía Lục sư huynh. Một lần ra tay này, Hàn Lập cơ hồ đã vận dụng hết những gì trước khi chưa có pháp khí mà sử dụng. Tuy không sử dụng toàn bộ thủ đoạn tiến công bằng phù bảo, nhưng đặc biệt là thủ pháp cuối cùng, trong nháy mắt tay đồng thời phát ra đám đạn này. Càng là Hàn Lập đã mất rất nhiều công phu mới tự Ngô Phong học được tới đây, chính là vì muốn đánh cho đối phương không kịp trở tay, một kích như tia chớp đánh gục đối thủ. Thật ra nếu không phải là cảm thấy đối với pháp khí mới vẫn chưa có thuần thục thì hắn đã sử dụng rồi. Dù sao thì uy lực của pháp khí mới cũng lớn hơn rất nhiều pháp khí cũ. Thế nhưng cơ hồ đồng thời khi Hàn Lập ra tay, Lục sư huynh cũng không có nhàn rỗi, hai tay hắn vừa đảo một cái, trong tay đã hiện ra một lá cờ màu xanh lục dài chừng một trượng,
trên cờ ánh sáng xanh miên man, còn có thêu một con dao lông màu xanh hung ác đang nhè nanh múa vuốt. Lúc này Lục Sư Huynh mới thấy rõ chuỗi thế công liên tiếp của Hàng Lập, dưới sự bất ngờ không nhịn được cực kỳ buồn bực. Phải biết rằng hắn sở dĩ đem pháp khí uy lực lớn nhất của bản thân Thanh Giao Kỳ lần đầu tiên để lộ ra, vì ý định chính là giống với Hàng Lập, ra sát chiêu tức thì giết người diệt khẩu. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, sau khi Hàng Lập hiện thân, không ngờ ngay cả một lời cũng không nói, đã lập tức công tới với khí thế hung bạo, hơn nữa ra tay độc ác, có vẻ không chết không thôi. Dưới sự bất đắc dĩ này, Lục Sư Huynh không để ý phát động công kích nữa. Hắn chuyển Thanh Giao Kỳ sang tay phải, tay trái thì như cũ hướng bên hông, từ trong trữ vật móc ra một tấm phù vàng. Hắn đưa mắt nhìn tấm cao giai phù lục này một cái, có chút không nỡ buông, rồi cắn răng khẽ quăng ra phía trước, bắt đầu cấp tốc nói lẩm bẩm. Mà trong phút chốc, cương hoàn của Hàng Lập đã phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, vọt tới cách đó không xa trước người Lục Sư Huynh. Đầu tiên mắt thấy đã sắp đánh tới. Lục Sư Huynh lúc này một tay chỉ tấm phù vàng một cái, trong miệng hét lớn một tiếng: "Phong tượng thuật, lên!" Tấm phù vàng theo tiếng quát, trong giây lát ánh sáng trắng phóng rộng ra, bất chợt hóa thành một cơn lốc màu trắng, cao chừng vài chục trượng, nằm ngang ở trước người Lục Sư Huynh, chặn đường đi của cương hoàng lại. Một tiếng phụp, cương hoàng không chút khách khí đâm vào bên trong cơn lốc, nhưng lập tức bị thổi cho đổ trái ngã phải, trước sau đảo lộn mấy cái thì bị ném thẳng trở về. Về phần những quả cầu theo sau, càng chẳng được tích sự gì, chỉ có thể đảo quanh bên ngoài cơn lốc không ngừng, ngay cả năng lực xông vào cuồng phong cũng không có. Thấy tình cảnh đó, Hàng Lập hơi biến sắc mặt, vội vàng vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng dẫn dắt những hỏa cầu chạy tới cuối. Chúng lập tức vẽ ra hai vòng cung thật lớn, linh hoạt bay về hai bên, cố gắng vòng qua tường gió, tiếp tục công kích Lục Sư Huynh. Lục Sư Huynh cười lạnh một tiếng, một tay cực kỳ thuần thục bấm quyết một cái, sau đó hướng vị trí chính giữa bức tường gió chỉ tay. Cơn lốc đó lập tức từ chính giữa chia thành hai đoạn, cực nhanh phân biệt chạy ra, chặn đứng hỏa cầu lại một lần nữa. Bùm bùm, một tiếng nổ vang lên, hỏa cầu không cách nào tránh được nữa, đâm thẳng vào. Cơn lốc chỉ rung rẩy vài cái, đám hỏa cầu đã bị nuốt xuống, ở bên trong cơn lốc biến mất không thấy bóng dáng. Hàng Lập cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Lúc này, bức tường gió dưới sự thao túng của Lục Sư Huynh lại đồng thời hợp lại rồi khôi phục nguyên trạng. Tài nghệ hèn mọn cũng dám lấy ra khoe khoang, vị sư đệ này, mặc dù không biết danh tính của ngươi, cũng không biết lai lịch của ngươi, nhưng đêm nay ngươi chết chắc rồi. Lục Sư Huynh điên cuồng cười nói. Tiếp theo, chỉ thấy hắn hai tay hợp lại, lần nữa cầm cái thanh giao kỳ kia bắt đầu múa hết tốc lực. Hàng Lập đã có chút khẩn trương, trình độ quấy rầy của đối phương đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn, thế công liên hoàn sắc bén như thế không ngờ dễ dàng bị phá giải như vậy. Mặc dù cái cờ lớn đối phương đang huy động kia đến bây giờ còn chưa có phát sinh tình trạng kỳ lạ gì, nhưng xem ra bộ dạng nghiêm trang của đối phương có thể biết được là phản kích của vị Lục Sư Huynh này tuyệt đối là không thể đùa được. Xem ra không sử dụng phù bảo đúng là không xong, Hàng Lập lạnh lùng thầm nghĩ. Thế nhưng hắn hôm nay, bởi vì chưa có năng lực tiến hành luyện hóa phù bảo, cho nên mỗi lần vận dụng phù bảo đều phải tranh thủ thời gian làm phép nhất định, lúc đó mới có thể xua phù bảo để khắc địch, chế thắng. Vì thế phòng ngự của bản thân nhất định phải tuyệt đối chặt chẽ mới được. Nghĩ tới đây, Hàng Lập liền nhìn phía đối diện một chút, chỉ thấy cây cờ xanh mà Lục Sư Huynh đang huy động kia đã dần dần trở nên sáng ngời. Bên trên nó đã phát ra ánh sáng xanh chói lòa, khiến cho con dao long xanh kia càng thêm dữ tợn, đáng sợ. Xem ra thế công của đối phương đã sắp phát động rồi. Hàng Lập không hề do dự nữa, vùng tay một cái, cương hoàng đó vù một tiếng đã bay trở lại, dừng lại trên đỉnh đầu của hắn vài thước, rồi bắt đầu xoay quanh không ngừng. Dài ra! Thêm một tiếng quát khẽ, cương hoàng kia ánh sáng vàng bắn vọt ra, nhanh chóng mở rộng, sau khi lớn lên bằng cái mặt bàn mới đình chỉ biến hóa. Xuống! Cương hoàng đó lại nghe lời rơi thẳng xuống, bao phủ Hàng Lập vào bên trong, rồi bắt đầu từ từ chuyển động, hình thành một tầng vòng bảo vệ thật lớn. Hàng Lập cũng không có vì vậy mà dừng tay, sau khi thu hồi hồ lô, mặt khác thuẫn bài vừa đến tay cũng đã được đưa ra ngoài, ở bên ngoài màn hào quang màu lam bị phóng đại lên mấy lần, tỏa ra ánh sáng đen trước người hắn, nhẹ nhàng lơ lửng. Kể từ đó, bên ngoài thân mình của Hàng Lập đã hình thành 3 tầng phòng ngự, tầng thứ nhất bên ngoài chính là tinh cương cự hoàng, tầng giữa là huyền thiết phi thiên thuẫn, tầng cùng bên trong thì lại là màn hào quang màu lam mà ngay từ đầu hắn đã sử dụng. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Hàng Lập mới uyên lòng lấy ra phù bảo tiểu kiếm màu xám, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu làm phép, ý đồ trong thời gian ngắn nhất phát động phù bảo bay lên công kích địch. Đúng lúc này, Lục Sư Huynh ở đối diện rốt cuộc đã tụ tập linh khí đầy đủ trên thanh giao kỳ, phát khởi công kích như mưa sa lốc giật. Chỉ thấy hắn đã dừng múa cờ, rồi đem mũi cây cờ đột nhiên chỉ về phía Hàng Lập,
Nhất thời mấy chục luồng đao phong xanh lè hình bán nguyệt đua nhau toát ra từ ngọn cờ, vù vù nhằm về phía Hàng Lập mà bắn tới. Tốc độ của đao phong đó nhanh không thể tả, vừa rồi còn đang ở phía Lục Sư Huynh, nhưng trong chớp mắt đã đến đầu đằng này bên Hàng Lập. Thật không hổ là phong hệ pháp thuật, tốc độ công kích so với những pháp thuật thuộc tính khác còn nhanh hơn một nửa. Nếu không phải lúc trước đã chuẩn bị phòng thủ kỹ lưỡng, Hàng Lập sợ rằng ngay cả thời gian phản ứng chưa kịp thì đã bị đao phong này chém thành 10 đoạn rồi. Khi Hàng Lập trong lòng còn giật mình, đao phong đã phát sinh va chạm kịch liệt với tinh cương hoàng ở tầng ngoài cùng. Ánh sáng xanh và ánh sáng vàng rực rỡ không ngừng, còn phát ra tiếng va chạm cắt vào phập phập. Đợi khi tất cả ánh sáng đều biến mất, trên bề mặt bên ngoài cương hoàng vốn bóng nhoáng vô cùng đã ngang dọc hơn mấy chục cái rãnh sâu hoắm dài cả thước. Toàn bộ pháp khí đã lộ rõ vẻ vẹo vọ. Có điều may mắn pháp khí này khi bị công kích đã chuyển động không ngừng, mới không để cho những đao phong đó công kích tới cùng một vị trí, nếu không sớm đã phá vòng mà vào. Loại kết quả này, Hàng Lập và Lục Sư Huynh đều cảm thấy bất ngờ. Hàng Lập là cảm thấy vốn công dụng của cương hoàng pháp khí này mặc dù cũng không phải chuyên môn để phòng ngự, thế nhưng nó chính là thượng phẩm pháp khí, về chất liệu là không thể nói gì được. Thế nhưng không nghĩ tới chỉ là chút đao phong tầm thường đã có thể cắt rời nó ra, cơ hồ gần như hoàn toàn hủy diệt. Điều này không khỏi làm cho hắn nặng trĩu phiền muộn trong lòng, không biết có thể tiếp nổi thế công kế tiếp của đối phương hay không. Còn Lục Sư Huynh thì ngạc nhiên hơn. Thanh giao kỳ này trong đỉnh cấp pháp khí chính là có danh tiếng lừng lẫy, là hắn vì phối hợp thuộc tính linh căn của bản thân, chẳng biết đã hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết, biết bao nhiêu tiền của mới lấy được tới tay. Pháp khí này chẳng những có thể nháy mắt phát ra bực pháp thuật đơn giản như đao phong không phí chút sức lực nào, hơn nữa bởi vì đã thu nạp linh khí nhất định, khiến cho toàn bộ công kích phong thuộc tính đã trải qua gia tăng biên độ, cho nên đao phong vừa rồi thoạt nhìn chỉ là sơ cấp hạ giai pháp thuật đơn giản nhất, nhưng chúng trên thực tế uy lực của mỗi một lưỡi đều so sánh tương đương với pháp thuật trung giai. Chính là nói, công kích vừa rồi nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế là một lần tập trung đánh phá điên cuồng bằng mấy chục trung giai pháp thuật. Thế nhưng như vậy, không ngờ ngay cả cái vòng lớn bên ngoài cùng kia cũng không thể phá tan. Điều này làm cho trong lòng Lục Sư Huynh có thể nào không rát lạnh, đối với Hàng Lập trở nên càng thêm kiên kỵ. Hàng Lập và Lục Sư Huynh mặc dù đều cảm giác được thủ đoạn độc ác của đối phương, nhưng cử động tiếp theo của song phương lại rất khác biệt. Hàng Lập bởi vì còn đang làm phép huy động phù bảo, không muốn nửa đường bị phá hỏng, cho nên biết rõ tiến công tiếp theo của đối phương khẳng định sẽ trầm trọng sắc bén vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể gắng chống chọi tiếp. Mà Lục Sư Huynh càng là tâm tư hơn người, từ khi thấy Hàng Lập vừa rồi bố trí tình trạng phòng ngự, công kích kết thúc cho tới bây giờ, cả người vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, liền biết đối phương nhất định đang chuẩn bị đòn sát thủ. Nếu không phải thi triển một loại pháp thuật công kích bậc cao thì là đang phát động một loại pháp khí lợi hại rồi. Bởi vậy hắn không hề do dự, lần nữa đem linh lực điên cuồng rót vào lá cờ lớn trong tay, đưa đầu cờ hướng về phía Hàng Lập điểm mạnh một cái, hướng đối diện mãnh liệt bắn ra từng chuỗi đao phong màu xanh liên tiếp. Đao phong lần này hình thể nhỏ hơn, nhưng là chiếm ưu thế ở chỗ bắn ra không ngừng, liên miên bất tuyệt, hình thành một luồng công kích thật dài màu xanh, mãnh liệt vọt tới khí thế kinh người, làm cho ánh sáng xanh và ánh sáng vàng lần nữa sinh ra va chạm kịch liệt. Lần này cương hoàng trước mặt Hàng Lập chỉ duy trì trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, liền đột nhiên phát ra một tiếng nổ trầm đục, ánh sáng vàng tan biến, kiện tinh cương hoàng thượng phẩm đó rốt cục tự nhiên tan vỡ, bị đao phong dày đặc đánh cho nát bấy. Luồng đao phong đánh tới không có trở ngại, xuyên thẳng vào không chút khách khí, lại bị một kiện đỉnh cấp pháp khí Huyền Thuyết Thuẫn đã sớm đợi sẵn chặn lại đường đi. Tiếp theo lại lần nữa bùng phát va chạm giữa ánh sáng đen và ánh sáng xanh. Huyền Thiết Thuẫn và pháp khí cương hoàng kia hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên phẩm giai của hai cái kém nhau một bậc. Tấm thuẫn bài này chính là đỉnh cấp pháp khí cùng một đẳng cấp với thanh giao kỳ. Tại tu tiên giới cũng không phải là ai cũng có thể sở hữu được, là vật rất hiếm thấy. Mà cương hoàng lại chỉ là thượng phẩm pháp khí, tuy nhiên không thể nói là hàng hóa thông dụng, mỗi người đều có. Nhưng là tu tiên giới hơi có chút địa vị vẫn có cơ hội có được một hai kiện như vậy, bởi vậy chỉ là có chút hơi ít mà thôi. Tiếp theo, tấm thiết thuẫn này mặc dù không có một tia công kích, nhưng là phòng ngự pháp khí đặc biệt, phòng ngự lực của nó cũng không phải là vật không rõ thuộc tính như cương hoàng có thể nhập nhằng. Chẳng những vững chắc kiên cố, hơn nữa trên mặt thuẫn còn có thêm vài loại pháp thuật chuyên môn phòng ngự, làm cho thuộc tính phòng ngự của nó tăng lên rất nhiều. Cho nên, nhìn như thấy mấy chục mấy trăm đao phong tạo thành luồng công kích điên cuồng cực kỳ, lại bị thiển thuốc lơ lửng trước mặt Hàng Lập không phí chút sức lực nào khiến cho nó rơi xuống. Giống như núi đá sừng sững ở trong luồng công kích, tỏa ra ánh sáng màu đen lạnh như băng, bất động như tượng, bộ dạng an nhàn như vật. Lục Sư Huynh thấy vậy, trong lòng giận dữ, nhưng ngoài mặt lại chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, hắn rung hai tay, đao phong nơi ngọn cờ không hề phóng ra ngoài nữa, nhưng hai tay cầm cờ đột nhiên tỏa ra ánh sáng trắng, làm cho linh lực trong cơ thể hắn giống như dòng thác, dũng mãnh đua nhau nhập vào trong cây cờ.
Thanh Giao Kỳ sau khi được linh lực khổng lồ như thế làm hậu thuẫn, ánh sáng xanh trên bề mặt lá cờ càng thêm chói mắt, giống như đang trong đêm tối mọc lên một mặt trời màu xanh, làm cho người ta không dám nhìn vào trực diện. Còn Lục Sư Huynh, bởi vì tổn thất pháp lực quá lớn, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thần sắc hắn trên mặt đầy vẻ tàn nhẫn, xem bộ dạng hắn biết rõ đêm dài lắm mộng, chuẩn bị ra tuyệt chiêu liều mạng rồi. Theo một tiếng gầm nhẹ của Lục Sư Huynh, hắn dùng sức hai tay ném thanh giao kỳ kia vù một tiếng lên giữa không trung, sau đó uốn ngón tay bấm quyết vùng vụt như bay, tiếp theo dùng một ngón tay chỉ vào lá cờ hét lớn lên một tiếng: "Hóa giao!" Chỉ thấy thanh giao kỳ kia ánh sáng bắn ra bốn phía, ánh sáng xanh tràn ngập, cuối cùng trong nháy mắt hóa thành một con cự giao dài chừng mấy chục trượng, trông rất sống động, dương nanh múa vuốt giống như đúc với hình thêu trên cờ. "Đi!" Lục Sư Huynh không chút chần chừ nào, ngón tay vung lên, thanh giao đó lập tức há cái miệng khổng lồ hung hăng dữ tợn đớp về phía trước mặt Hàng Lập. Chỉ nghe một tiếng keng đinh tai nhức óc, đầu con giao long đó đã đâm lên huyết thiết thuẫn một cái. Ánh sáng xanh và ánh sáng đen, khí thế hai luồng sáng đồng thời chói lòa, tựa hồ như trong lúc nhất thời, cờ trống tương đương. Nhưng không bao lâu, ánh sáng đen trên tấm thuẫn bài nhanh chóng trở nên yếu đi, tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, tối tăm ảm đạm. Mắt thấy tấm thuẫn bài này kết quả có vẻ muốn giống như kiện pháp khí trước đó, nhưng từ mặt phía sau của nó phát ra một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thu! Tấm thiết thuẫn theo thanh âm này lập tức biến nhỏ lại, cũng bay lùi nhanh về phía sau. Cứ như vậy, khí thế của thanh giao tăng lớn, mãnh liệt truy đuổi phía sau đuôi, có vẻ như muốn đem Hàng Lập và tấm thuẫn bài này nuốt vào cùng một lúc. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập vốn ngồi khoanh chân lúc đầu đứng dậy, đột nhiên bay lên một luồng sáng chói mắt màu xám dài mấy trượng, lộ ra hình dạng một thanh cự kiếm, mà một kiếm không yếu thế chút nào, chống cự chặn đứng đầu giao long, bắt đầu quấn chặt lấy nó. Giữa không trung, một hồi ánh sáng xanh áp chế ánh sáng xám, một hồi ánh sáng xám lại khắc chế ánh sáng xanh, nhất thời trong nửa khắc không phân biệt được cao thấp. Mà tấm thiết thuẫn sau khi hồi phục lại nguyên hình lớn bằng bàn tay, rơi vào trong tay Hàng Lập, bị hắn đảo tay thu vào túi trữ vật. Lúc này pháp lực toàn thân của hắn đều phải dùng để chỉ huy phù bảo tiến hành công kích, đã không có thừa lực để sử dụng tấm thuẫn bài này nữa. Lần này phù bảo biến thành ánh sáng xám, rõ ràng so với lúc đánh chết Hoàng Y Nhân lần trước không thể cho là giống nhau nữa. Độ sáng trong kiếm quang do nó biến thành đã có thể thấy được, uy lực ít nhất lớn hơn gấp 3-4 lần. Phải biết rằng phù bảo này khi ở trong tay Kim Quang Thượng Nhân chỉ có thể hóa thành ánh sáng xám dài cỡ chừng một thước. Tới khi vào tay Hàng Lập, luyện tập khu vực thuật, ánh sáng của phù bảo này đã trở nên sáng hơn và lớn hơn vài thước. Nhưng vào lúc Hàng Lập đem công lực xâm nhập đánh chết Hoàng Y Nhân, phù bảo được huy động một lần nữa biến thành bộ dạng chừng một trượng. Cho tới hôm nay, pháp lực của Hàng Lập đã là 11 tầng rồi. Khi lại huy động phù bảo này thì chẳng những chiều dài đại biến dài cỡ 2-3 trượng, hơn nữa ngay cả hình thái cũng đã mơ hồ hiện ra hình cự kiếm sáng lóa rực rỡ, chuyển động sắc bén long lanh, trở nên khí thế kinh người, làm cho người ta hé mắt mà nhìn. Nếu không phải như vậy, phù bảo này thật đúng là không chắc chắn có thể ngăn cản được công kích mãnh liệt của thanh giao kỳ biến thành ác giao. Bởi vậy có thể thấy được, uy lực của phù bảo chẳng những dựa vào uy năng lớn nhỏ của pháp bảo đem áp dụng vào phong ấn bên trong, nhưng lại cùng trình độ thâm nhập pháp lực của tu tiên giả có quan hệ rất lớn. Càng là người pháp lực cao thâm, càng có thể đem uy lực của phù bảo phát huy đến mức tột cùng. Thật không hiểu, sau khi mình trúc cơ thành công, khi đó sử dụng phù bảo này, thì phù bảo này sẽ hiện ra hình thái gì nhé? Lúc Hàng Lập đang chỉ huy ánh sáng xám cùng với thanh giao hỗn chiến, không biết vì sao, đột nhiên lại phân thần bộc phát ý tưởng đó. Hàng Lập và Lục Sư Huynh truyền pháp lực cuồn cuộn không ngừng lên kiếm phù cùng thanh giao kỳ. Toàn bộ tinh thần và thân thể đều sử dụng vào điều khiển chúng tranh đấu với nhau, không dám chậm trễ và sơ suất chút nào. Nhưng cứ như vậy, bọn họ đồng dạng cũng không có tâm lực và pháp lực nhiều hơn để thi triển thủ đoạn khác khắc địch chế thắng. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần một bên có hơi lơ là sẽ lập tức bảo hủy người mất, cũng sẽ không tìm lại được đường sống nữa. Vì vậy, ở dưới sự giao tranh qua lại của thanh giao và cự kiếm, cuộc chiến của Hàng Lập và Lục Sư Huynh không ngờ lại biến thành một hồi xem duy trì chiến đấu pháp lực, ai sẽ tiêu hao hết trước. Chờ tới lúc hai người hẳn ý thức được còn bao nhiêu pháp lực sót lại, khi đó mới là mấu chốt tranh đấu lần này. Đều không hẹn mà cùng đưa ra phương pháp vào gia tăng linh lực của mình, phân biệt móc ra một khối linh thạch, mỗi người đều cầm vào trong tay để bổ sung linh lực đã tổn thất của bản thân. Chỉ có điều, Lục Sư Huynh chính là một khối đê giai linh thạch phong thuộc tính, mà Hàng Lập thì lại là một khối trung giai linh thạch thổ thuộc tính. Phát hiện điều này khiến cho sắc mặt của Lục Sư Huynh đối diện Hàng Lập rất khó nhìn, kinh sợ dị thường. Bộ dạng luyện khí kỳ đệ tử giống như Hàng Lập thế này, không ngờ lại sở hữu trung giai linh thạch, chỉ có tu tiên giả đã lên trúc cơ kỳ trong bổn phái mới có thể lấy được vào tay. Đây chính là hắn vạn lần không thể nghĩ đến, bởi vì ai cũng biết,
trung giai linh thạch có thể bổ sung linh lực nhanh hơn rất nhiều so với đê giai linh thạch. Cứ như vậy, trên phương diện bổ sung linh lực, hắn chính là thua kém rất nhiều. Có điều, Lục Sư Huynh xoay chuyển ý niệm, vốn pháp lực của hắn đã thâm hậu hơn so với đối phương. Cho dù linh thạch của đối phương bổ sung linh lực nhanh hơn một chút, vậy cũng tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Dù sao pháp lực bổ sung từng chút một so với sự hao tổn pháp lực từng giây phút, thật sự là quá nhỏ bé không đáng nói. Nghĩ tới đây, Lục Sư Huynh lần nữa tỉnh táo trở lại, mặt khác ổn định tâm thần. Nhưng khi cử động kế tiếp của Hàn Lập xuất hiện trong mắt hắn, sắc mặt Lục Sư Huynh lần nữa lại trở nên thay đổi, mang theo một tia ngạc nhiên và vẻ khó tin. Hàn Lập trước mặt Lục Sư Huynh đem vòng bảo hộ màu lam trên người tự động triệt tiêu, đem thân hình hiển lộ quang minh chính đại trước mắt Lục Sư Huynh. Lục Sư Huynh cho dù có thông minh hơn người chăng nữa, cũng bị cử động của đối phương làm cho trong lòng một trận hồ đồ, chẳng biết Hàn Lập rốt cuộc có chủ ý gì. Chẳng lẽ hắn không sợ đao phong của mình đánh qua dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn sao? Ý nghĩ của Lục Sư Huynh quanh quẩn trong đầu mấy vòng, không hề chần chừ quá lâu, vươn tay trái quyết đoán hướng vào phía không trung khua một cái, một luồng đao phong màu xanh nhàn nhạt đã bắt đầu thành hình. Nhưng còn chưa đợi cho Lục Sư Huynh đem đao phong ấy hoàn toàn ngưng tụ ra, cự kiếm đang tự chiến cùng thanh dao đột nhiên ánh sáng bùng lên, trực tiếp thừa dịp giữa lúc hắn phân tâm sử dụng đao phong, đột nhiên bỏ rơi thanh dao, bay vụt thẳng đến thân hình Lục Sư Huynh. Điều bất ngờ này khiến Lục Sư Huynh trong lòng cả kinh, bị dọa không nhẹ. Nếu như hắn kiên trì muốn đem đao phong thành hình cùng bắn ra ngoài, có lẽ hành động này có thể lấy được tính mạng Hàn Lập, nhưng đồng dạng với sự công kích của cự kiếm, vậy hắn khẳng định cũng khó mà giữ được mạng sống của mình, song phương sẽ rơi vào thế đồng quy vu tận. Mặc dù trước người hắn vẫn còn một bức tường gió thủy chung chưa có tiêu tan, nhưng cự kiếm này nếu đã có thể cùng thanh dao do thanh dao kỳ biến thành giao tranh đối kháng, vậy cái bức tường gió này nếu bị cự kiếm dí nhẹ một cái tuyệt đối sẽ dễ dàng bị đánh tan, khẳng định không cản được nó chút thời gian nào. Kết quả như vậy cũng quyết không phải là điều mà Lục Sư Huynh muốn. Hắn còn có tiền đồ rộng lớn, tương lai tươi sáng, quyết không muốn ở nơi rừng núi hoang vu này cùng một tên gia hỏa ngay cả lai lịch cụ thể cũng không biết cùng chôn thay nơi đây. Nghĩ tới đây, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng tay trái rung lên, đem phong nhận rút lui về, lại đem toàn thân pháp lực mãnh liệt hướng lên giao kỳ, điên cuồng thu lại, triệu hồi thanh giao trở về. Thanh giao kia thật không hổ là hình phách do phong thuộc tính pháp khí biến thành, không ngờ dưới toàn lực thúc dục của Lục Sư Huynh, xuất phát sau mà tới trước, trên nửa đường đã hãm cự kiếm của Hàn Lập, bắt đầu tranh đấu một lần nữa. Thấy được cảnh đó, Lục Sư Huynh thở ra một hơi, mồ hôi lạnh đã đổ ra khắp người. Do đó, trong khoảng thời gian tiếp theo, Lục Sư Huynh mấy lần làm phép khác định đánh lén Hàn Lập, nhưng lần nào cũng đều bị Hàn Lập dùng thủ pháp đồng dạng làm cho bức lui về không nhân nhượng. Cứ như vậy một thời gian, vẫn không có biện pháp nào chạm đến Hàn Lập khi Hàn Lập không có vòng bảo hộ. Điều này làm cho Lục Sư Huynh bực mình oan ức vô cùng, không thể làm gì khác hơn là chỉ biết tự mình duy trì pháp lực thâm hậu cùng đối phương tiêu hao dần từng chút một. Mà Hàn Lập lúc này lại bắt đầu từ bên trong trữ vật móc ra cái cây nhỏ nhỏ hình dạng khác nhau, hình dạng kiểu cây bụi gì đó, hướng trong miệng nhét vào không ngừng, rồi há mồm bắt đầu nhai, khiến cho Lục Sư Huynh thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, chẳng biết đối phương lại đang làm cái quỷ gì. Cái loại tình hình đoán không ra ý đồ của đối thủ mà một đầu mờ mịt này làm cho Lục Sư Huynh cảm thấy không ổn, một phần có dự cảm không hay, nhưng hắn quá mức yêu thương luyến tiếc cái mạng nhỏ của mình, cho dù tâm kế vượt xa thường nhân hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô kế khả thi. Theo thời gian trôi qua từng chút một, tinh thần của Lục Sư Huynh dần dần càng thêm nặng nề hơn, đến cuối cùng ánh sáng trên người thanh dao bắt đầu trở nên ảm đạm, mà ánh sáng xám của cự kiếm vẫn chói mắt như lúc đầu. Lục Sư Huynh trong lòng hoảng sợ cũng không nhịn được nữa, khàn cả giọng hô to lên: "Không thể nào, rõ ràng pháp lực của ta vượt xa ngươi, cho dù có trung giai linh thạch tiến hành bổ sung chăng nữa, ngươi cũng không thể nào tới bây giờ còn thừa sức, hẳn là ngươi phải sớm hao hết pháp lực rồi." Mắt thấy thanh dao lão đảo muốn ngã, Lục Sư Huynh hô to, tựa như con chó điên bị rơi vào trong hố phát ra tiếng sủa cuối cùng, tràn ngập không cam lòng. Mà Hàn Lập thấy mưu đồ của mình toàn bộ từng chút một được thực hiện, không nhịn được nhoẻn miệng cười, nhưng sau khi nghe xong lời của đối phương, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười lại biến thành cười lạnh. Hắn cũng không có thời gian nhàn nhã để giải thích hết thảy những điều này cho một tên gia hỏa phải chết. Vẫn phải sớm giết chết đối phương, đây mới là việc quan trọng nhất. Phải biết rằng pháp lực của hắn kỳ thật cũng không còn lại bao nhiêu nữa, làm sao sẽ nguyện ba hoa gì đó cùng đối phương. Nghĩ tới đây, Hàn Lập căn bản không để ý tới nghi vấn của đối phương, chỉ ngón tay một cái, cự kiếm ánh sáng càng thịnh, đem thanh dao nọ bào mòn nhỏ lại từng chút một. Đến cuối cùng chỉ còn dài chừng có một trượng, ánh sáng xanh trên người nó lại càng nhạt, cơ hồ không nhìn thấy nữa. Lục Sư Huynh thấy vậy đã tuyệt vọng hoàn toàn, theo đó lòng liều chết nổi lên, trong mắt từ từ toát ra ý điên cuồng. Hắn không một tiếng động, đột nhiên đem chút pháp lực còn sót lại trên thanh dao kỳ thu hồi lại, làm cho thanh dao kỳ trong phút chốc khôi phục nguyên hình,
trực tiếp từ trên không trung rụng xuống, sau đó không để ý cự kiếm chém thẳng tới phía hắn chút nào. Lại dùng một chút pháp lực này, nhanh chóng ngưng kết thành một luồng đao phong thật lớn, ác độc ném về phía Hàng Lập không chút do dự. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng rùng mình, vội vàng cùng lúc đối phương ném ra đao phong, thao túng cự kiếm hướng đỉnh đầu của đối phương chém thẳng xuống. Sau đó cũng không thèm nhìn hậu quả ra sao, thân thể đột nhiên biến mất, người đã chạy ra xa mấy trượng. Sau khi trải qua mấy phen giao thủ, Hàng Lập cũng biết rõ tốc độ của đao phong thật là kinh người. Nếu không vội vàng thi triển La Uyên Bộ để né tránh, trong khi hắn lại không có chút phòng hộ nào, quả thật là có thể bị chém làm hai đoạn ứng phó không kịp. Vậy thì thật đúng là chết không nhắm mắt rồi. Đao phong đích xác phi thường mau lẹ, Hàng Lập bên này vừa mới thoát ra, nó đã đến chỗ lúc đầu Hàng Lập đứng. Thế nhưng không ngờ lại bẻ ngoặt theo đuôi Hàng Lập vừa chạy thoát, lại bắn nhanh lần nữa. Hàng Lập không kịp suy nghĩ, đem La Uyên Bộ phát huy đến cực hạn, ở trên một địa phương nhỏ hẹp, trái ngoặt phải chuyển không ngừng, mơ hồ đã hóa ra mấy cái bóng ảo, làm cho đao phong đó giống như cái đuôi theo sát sau đó, rồi lại bẻ ngoặt đuổi theo không kịp. Hàng Lập rất là rõ ràng, nếu là chạy trốn thẳng tắp khẳng định là không thể nào trốn thoát được cái đao phong đó, chỉ có thể dùng công phu tiểu xảo di chuyển mới có thể tạm thời bảo toàn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà ngay từ đầu hắn đã dám bỏ qua pháp thuật phòng ngự. Một tiếng xì xì, đao phong kia đột nhiên mất đi khống chế, bay xéo thẳng tắp tới chỗ bụng đất, sau khi cắt ra một cái rãnh thật sâu biến mất không thấy gì nữa. Hàng Lập thở phào một cái, lúc này mới đem quả tim đã nhấc lên tới cổ họng thả xuống, dùng khinh công thân pháp của thế tục để tránh né pháp thuật công kích của tu tiên giả, thật đúng là một việc vô cùng liều mạng. Hàng Lập đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn lại phía đối diện, chỉ thấy bức tường gió kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Còn vị Lục sư huynh vốn lúc đầu trốn ở sau đó, bây giờ đã bị chẻ ra làm đôi, nằm chinh in thẳng cẳng ở đó không nhúc nhích. Phía trên hai mảnh thi thể, cự kiếm đang lơ lửng tản ra ánh sáng xám nhàn nhạt, chỉ là ánh sáng ảm đạm vô cùng. Hàng Lập giơ tay hướng lên không trung vẫy một cái, cự kiếm kia lập tức quay đầu lại, vụt bay trở về tới trước mặt Hàng Lập, rồi lại trở về hình dáng phù lục như cũ, nhẹ nhàng rơi xuống tay. Hàng Lập vừa định đưa tay tiếp lấy lá phù bảo thì nghe tiếng bụp một tiếng, phù bảo đã bị biến thành tro tàn, bị một cơn gió núi cuốn bay mất phù ảnh vô tung. Thấy tình cảnh như vậy, Hàng Lập ngây người ngẩn ngơ, trên mặt lại lộ ra nụ cười khổ. Phù bảo này xem như đã hoàn toàn bị hỏng rồi, nó không còn bao nhiêu năng lượng, sau trận chiến đấu này rốt cuộc cũng đã tiêu hao hết. Việc này khiến cho Hàng Lập, là kẻ biết rõ giá trị của phù bảo, cảm thấy hết sức đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao có thể giết chết một cường địch như Lục sư huynh, không bỏ ra một cái giá đắt sao được. Tuy nhiên, thanh giao kỳ của đối phương cũng là một chiến lợi phẩm không tệ, có thể đền bù cho việc mất mát phù bảo này. Hơn nữa, vẫn còn hai viên trúc cơ đan, vẫn đang chờ hắn tới mà thu hoạch. Nghĩ tới đây, Hàng Lập không khỏi phấn khởi trong lòng, nghĩ rằng trận ác chiến này đúng là vẫn có giá trị. Nếu như có thể dùng trúc cơ đan này có thể thành công trúc cơ, vậy hắn sẽ không cần phải mạo hiểm tham gia huyết sắc thí luyện nữa. Dù sao ở đó cũng có không ít tu tiên cường giả như Lục sư huynh, thậm chí còn mạnh hơn hắn nhiều. Một lúc sau, thông qua linh thạch thu nạp trong tay, Hàng Lập cảm thấy pháp lực đã khôi phục lại vài phần, liền đứng dậy định nhặt lấy thanh giao kỳ ở cách hắn không xa. Nhưng vừa mới đứng thẳng dậy, từ đan điền lại truyền lên một cơn đau kịch liệt, giống như có vô số kim châm đâm vào. Hàng Lập đau quá ngồi thụp xuống ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, cắn răng nhăn nhó. Sau một thời gian chừng pha chén trà mới hít sâu một hơi, thấy cảm giác đau đớn đã bớt đi chút ít, Hàng Lập vẻ mặt buồn bực nhếch mép vài cái. Tại sao lại như vậy? Hắn biết rõ là vừa rồi đã nuốt một lượng lớn dược thảo lâu năm. Mặc dù linh lực bên trong đã bị hắn kịp thời hấp thụ một ít, nhưng do có quá nhiều đan dược tụ tập ở đan điền trở thành dị vật, trong đó vẫn còn nhiều tạp chất của hắn. Nếu như không kịp thời giải trừ thì chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng. Hàng Lập mặc dù biết trước rõ phương pháp dùng trực tiếp linh thảo như vậy, chắc chắn thân bản thân sẽ bị phản phệ, nhưng lúc ấy vì bảo vệ tính mạng cũng đành phải mạo hiểm thử một lần. Quả nhiên thủ đoạn mạnh mẽ hấp thu linh khí này đã khiến hắn giữ lại cái mạng của mình trong cuộc chiến. Nhưng chỉ dựa vào việc nuốt thảo dược vẫn không đủ để hắn duy trì đến tận lúc cuối. May nhờ có tốc độ cung cấp linh lực rất mau chóng của linh thạch bậc trung, hắn mới có thể thủ thắng trong thời khắc mấu chốt. Và cũng nhờ vào việc dám tự hủy pháp thuật phòng ngự, thủy tráo thuật của mình. Hai năm học tập, nghiên cứu các tiểu xảo trước đây, Hàng Lập trong lúc vô ý đã được Ngô Phong cho biết. Bây giờ đại bộ phận các đệ tử cấp thấp khi sử dụng phù lục đều bị một lỗi, đó chính là điều tưởng rằng trừ khi kích phát phù lục phải mất linh lực ra thì phù lục sẽ không làm tiêu hao bất cứ pháp lực nào của người sử dụng. Kỳ thực đó chính là một nhận thức sai lầm. Trên thực tế, khi kích phát phù lục, thi triển pháp thuật cũng đều phải thông qua linh lực của người sử dụng, vì đó chính là phương tiện để người đó khống chế, vận dụng pháp thuật. Nếu như pháp thuật vẫn chưa biến mất thì người sử dụng sẽ tiếp tục tự động hao tổn pháp lực để duy trì linh tuyến đó. Vì có loại linh tuyến này, đệ tử luyện khí kỳ không thể nào thấy được hay cảm ứng được, mà chỉ có thể duy trì pháp lực tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn.
cho nên đại bộ phận đệ tử đều quên mất, vì vậy mới có nhận thức sai lầm đó. Cho dù chỉ có vài đệ tử thực tình biết được điều này thì cũng không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không tuyên truyền rộng rãi trong hàng ngũ đệ tử cấp thấp. Mà Ngô Phong chính là một trong những người biết điều này. Hắn thuận miệng nói ra trong lúc đang tán gẫu với Hàn Lập, nhưng lại được Hàn Lập cố tình ghi nhớ, thậm chí còn tự mình kiểm tra vài lần, quả nhiên đúng là như vậy. Kết quả là trong lúc ác đấu vừa rồi, khi Hàn Lập phát hiện rằng sẽ phải đánh nhau lâu, lập tức nghĩ tới điều đó, vì vậy quyết đoán thủ tiêu pháp thuật phòng ngự nhằm giảm thiểu việc tiêu hao pháp lực. Mặc dù đã thực hiện khá sớm, nhưng sau một thời gian thì pháp lực cũng đã tiêu hao không ít, nhưng hiển nhiên vị Lục sư huynh kia không hề biết việc này, thủy chung vẫn duy trì cái phong tường thuật đáng chết kia, mà không biết rằng chính cái phong tường thuật này đã khiến cho hắn tiến dần từng bước vào chỗ chết. Cứ như vậy, cuối cùng Hàn Lập dựa vào chút pháp lực kiên trì hơn đối phương đó để thủ thắng. Nếu cứ đánh thẳng tay thì hắn chắc chắn sẽ không thể đánh nổi đối phương. Mặc dù vậy, Hàn Lập cũng biết rằng lần thắng này là cực kỳ hung hiểm, sử dụng tất cả các tiểu xảo, khó khăn lắm mới bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình. Thực lực của đối phương thực sự hơn hẳn hắn. Tuy nhiên, bất kể nói thế nào thì hắn mới là kẻ sống sót. Hàn Lập thấy cảm giác đau đớn giảm dần, từ từ lần tới chỗ thanh giao kỳ rơi xuống, gắng gượng cúi người nhặt pháp khí đó lên, sau đó hoan hỉ kiểm tra lại vài lượt rồi thu vào túi trữ vật. Tiếp đó hắn tới bên người Lục sư huynh, nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy máu rồi lảo đảo tìm các chiến lợi phẩm, rất dễ dàng tìm thấy túi trữ vật ở nửa trên thi thể của đối phương. Hàn Lập không khách khí dốc toàn bộ đồ vật trong túi trữ vật đổ ra, hắn thấy ngay một chiếc bình màu xanh chứa trúc cơ đan và một cái hộp gỗ. Trong lòng mừng rỡ, hắn vội vàng nhặt cái hộp và cái bình rồi mở ra kiểm tra. Quả nhiên trong đó đều có mùi đan dược, mặc dù mùi có chút gây mũi nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được trong đan dược ẩn chứa linh lực cường đại. Nét mặt Hàn Lập càng vui vẻ, hiển nhiên xác định trúc cơ đan đó là thật, hắn cũng không còn tâm trí để xác định vật phẩm khác nữa rồi. Dù sao ở đây vừa phát sinh đại chiến, không phải chỗ có thể ở lâu, vì vậy nên đi sớm là hơn. Hàn Lập thu thập toàn bộ đồ đạc trong túi trữ vật của Lục sư huynh lại, lúc đó mới hơi yên tâm một chút, đang định đứng lên thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gió, tựa hồ như có cái gì đó mạnh mẽ đánh tới. Hàn Lập thất kinh định nghiêng người tránh né, nhưng đan điền đột nhiên kịch liệt đau đớn, thân hình chợt ngừng lại. Tiếp theo, cả người đã bị một thân hình nữ tử mạnh mẽ ôm lấy. Hàn Lập kinh ngạc định tránh ra, nhưng vì đan điền đau đớn, hơn nữa vừa mới đại chiến xong, tứ chi vô lực, thực sự là tránh không thoát. Thấy tình cảnh như vậy, Hàn Lập mặc dù mơ hồ đoán được người ở phía sau nhưng vẫn không nhịn được quay đầu liếc nhìn một cái. Nhưng vừa mới quay được nửa mặt thì đã bị một khuôn mặt kiều diễm tú lệ đè lên, không ngừng cuồng loạn hôn tới tấp Hàn Lập. Quả nhiên đúng là cái vị Trần sư muội không thể động đậy nổi lúc đầu. Lúc này, Trần sư muội trên mặt đỏ bừng, đôi mắt phun ra ngọn lửa tình dục, tứ chi lại càng giống như bạch tuộc, ôm chặt lấy Hàn Lập từ phía sau không chịu buông ra. Thân thể mềm mại đầy đặn kinh người không ngừng cọ sát sau lưng Hàn Lập. Vì dục hỏa thiêu thân mà trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Thì ra không lâu trước đó, vị Trần sư muội này mặc dù bị phong nhược thuật không thể động đậy, nhưng do Hàn Lập đại chiến với Lục sư huynh không hề ảnh hưởng tới nàng, nên cả trận chiến trôi qua nàng cũng không hề bị thương. Trước khi trận chiến bắt đầu thì dược lực của hộp hoang đan thực ra đã phát tác. Trần sư muội đã bị tình hỏa thiêu đốt, thần trí mơ hồ, mắt thấy toàn ảo giác, một lòng mong mỏi cùng người cầu hoang. Nhưng lúc đó nàng vì bị pháp thuật trói buộc không thể nào nhúc nhích nên bề ngoài không lộ gì, chỉ có điều sâu trong nội tâm đã bị tình dục hành hạ khao khát. Nhưng vừa rồi hiệu lực của phong dược thuật rốt cuộc cũng hết, Trần sư muội vừa mới được tự do lại đang bị tình dục kích thích, căn bản không ngần ngại lao tới nam nhân duy nhất ở đây là Hàn Lập, ôm chặt lấy hắn, vì vậy mới xuất hiện màn cực kỳ hương diễm này. Nhưng Hàn Lập thật sự vẫn còn là đồng nam, bị Trần sư muội ôm hôn liền thấy trong lòng rung động, một loại cảm giác khác thường nổi lên. Hơn nữa hắn vốn cũng không phải là chính nhân quân tử gì, cho nên có chút động tình liền không chút khách khí lấy tay hoạt động trên thân thể xích lõa của Trần sư muội, ngón tay di chuyển trên da thịt bóng loáng như tơ của nàng. Gặp phản ứng của Hàn Lập như vậy, Trần sư muội càng thêm cực kỳ khó chịu. Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm chuyện nam nữ, nhưng bản năng cầu hoang trời sinh đã khiến nàng bắt đầu xé bỏ quần áo của Hàn Lập. Những hành động này của Trần sư muội lại khiến Hàn Lập đang có chút thần hồn điên đảo trở nên thanh tĩnh lại vài phần. Hắn không dám tiếp tục dây dưa chơi đùa nữa, vội vàng vung tay phải lộ ra một tờ định thần phù, sau đó miễn cưỡng dùng chút pháp lực vừa mới khôi phục được thì triển định thần thuật ngăn cản Trần sư muội lại. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Trần sư muội, đặt nhẹ nàng xuống đất